Hello mọi người. Bây giờ thì Katie sẽ hướng dẫn mấy chị làm dip nha. Đây nè. Làm dip. Lấy cái băng keo màu xám kìa, dán luôn điện thoại đây. Kẹp đúng phần cơ chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Nó có mờ không ta? Nhìn nó mờ không? Em nghĩ không đó. Hôm qua chị dán đây nè, nó rõ lắm nè. Vậy hả? Cái đèn này nhiêu cái gì? Cái đèn này hôm nay còn có 100 nút à. Cái đèn này sáng ha. Xài được lâu à? Chắc cũng 10 năm á. Forever. Giống như đèn nhà vậy đó anh. Không phải, tại hồi nãy chị nói chị mua một hộp chrome xài 2 năm. Em nói vậy mua set flex là tới chừng thêm mày có cháu nội vừa. Bây giờ cái đèn này dài 10 năm luôn. Forever luôn. Cái dạng này nó giống như đèn nhà vậy đó. Ủa hồi nãy thì mày có feel cái xếp cho em chưa? Nó không có nóng. Chị xin cái hộp. Mà nó rất là sáng, mình có thể chỉnh được nhiều cái cũng ok. Nó không có nóng. Ủa cái này cũng hay, tuyệt vời. Dành cho những người mắt già trên 50. Mấy chị anh thang, mấy chị anh chị kêu phiêu móng cho chị đi. Bà cho chị hộp móng này nữa. Không phiêu hộp thiếu chạy quá. Ủa, chứ hồi nãy đưa đó các bạn đó rồi. Đưa nhưng mà chưa phiêu đem phiêu cho. Như này. Dạ. Đem cái hộp em phiêu cho. Rồi đây. Bây giờ mình gắn tiếp nè. Mình để cái móng tay như vậy chứ mình đừng có bẻ tay người ta. Mọi người mà bẻ tay là đi theo hướng mình á, mình bung nó lại cái nó bung lại y chang như lúc đầu. Mình phải để cho khám mình nó relax để mình nhìn như vậy. Xong mình mới nhìn coi cái móng nó thẳng hay nó méo. Tay chị là đỡ méo hơn tay hồi nãy. Em có mấy loại nhớ em nói từ lúc đầu ha, cái thiếu quan trọng lắm luôn á, cho nên mình gắn là mình gắn đủ móng cho em chứ đừng có gắn thiếu. Đủ móng là sao? Đủ móng có nghĩa là hai bên này nó phải có thiếp nè. Nè, khi mà nó mình lỡ như á, mà cái móng mình nó nhỏ hơn thì mình phải lấy cái thiếp bự hơn, thà là nó dư ra dũa vô chứ đừng. Chứ cái dip là đừng có thiếu. Tại cái dip mà thiếu không bêu bột được. Nó sẽ bị bể bột á. Mà lúc nó rõ. Lúc nó rõ chắc đường. Em không có gắn thiếp mà ra hai bên. Em gắn cái thiếp là chính giữa. Em để nó vô như vậy. Cái này nó có cái độ cong nè. Cái móng chị này em sẽ làm cái almond shape. Với lại cái móng của chị nó bị flat. Khi mà mình đè nó xuống vậy á là nó sẽ bị giãn. Tại sao mọi người làm mình đè xuống vậy cái móng nó hay bị đi lên trời á. Này mình để nhẹ xuống vậy. Để em canh hai cái góc này. Nè, em thấy nó đủ cho em nè. Xong rồi em mới lật lại như vậy, em coi cái móng chị méo hay thẳng thì em mới nhúc nhích được. Nó thẳng rồi, em mới siêu cái keo cho thêm. Khi mà cái móng mình gắn có khi nó dính còn nửa nó không dính, cái mình lột ra, đừng lột, mình lấy chiếc cái excavator nè, mình giữ nó, mình sơn nhẹ cái tự động nó cứng ngắc luôn. Dạ, là không có bị hư cái thiếp. Cái nước khô. Dạ, excavator làm được nhiều thứ lắm, rửa được đá nè, siêu được keo nè. Rửa được đá là rửa là khi mình làm cái đá mình gắn cái hộp đá nó bị mờ á. Cái mình lấy cái CV là mình sơn lên on top với cái hộp đá là hộp đá nó sáng lại. Dạ. Đá là cứ thường ở trong show mình sẽ học những cái trick nhiều hơn á. Cái trick đó là mình cần là học kinh nghiệm. Dạ. Cái ngón này nè, nếu mà mình gắn theo cái tip của chị là nó sẽ chạy về hướng này á, cho nên mình phải đi nó thẳng xuống chút xíu, nó về hướng này. Chế lại đi. Dạ, lật lại. Thấy nó thẳng không? Này, mình đi từ cái mắt xương này mình đi thẳng xuống với cái số. Cái số không bao giờ nằm một bên, cái số always nằm chính giữa. Không bao giờ người ta bỏ cái số một bên hết trơn, lúc nào cũng nằm chính giữa thì mình lấy cái đó là cái tâm của cái điểm móng để mình đi thẳng ra. Cho dù là thiếp thẳng, lông thiếp vuông, thiếp nhọn, mình cái shape nào cũng vậy. Cái số cái thiếp always nằm chính giữa. Cái này còn đỡ, còn mà là cái treo ách đó là hay bị méo. Trời ơi, nó méo lắm luôn. Méo lắm luôn. Dạ. Khó cần. Cái móng treo ách á, tại vì á, để một lát em sẽ cho mọi người coi hiểu cách sao lúc mà mình press on á, mình giữ làm sao.
tại vì á, mình cứ đèn vậy nè, mình không có thấy được cái móng, cái mình đèn họ cái tay mình á, nó đâu có giữ được cái vị trí lúc ban đầu đâu. Nhiều khi cái khách nó dịch cái mình cũng mua theo nó vậy, cái nó chạy mình bỏ vô bình hơ cho bác kêu là bút xa gà chết, vô đèn là chết tươi. Coi như mày méo hay mày đẹp méo luôn đi đó. Nên cái cho bác nó khó nhất là lúc mình quay cái ship lên. Rồi khi mà méo rồi mình sửa sao nữa? Dạ tháo ra. Đơn giản thì tháo ra mệt lắm. Đơn giản nhất. Dạ. Tại đó nó đâu có còn cái nào khác ngoài cái tháo ra nữa đâu. Cho tí chờ cho nếm đi. Chờ nếm đi. Dạ tí chờ đang có bao nhiêu. Chị em có bình đá đây nè chị, cho mấy bình đá. Cho tí chờ. Đây nào thêm mày bỏ vô đây cho. Này hũ đá. Tăng năng lượng. That's good. Tại vì tí chờ. Chị nào mà muốn mấy anh chị nào muốn học trực tiếp á, học mà thực hành luôn á thì đăng ký tí chờ qua đây học dạy luôn. Trời ơi chắc lâu lắm, lên 10 không? Lên 10 ơi. Hả? Bây giờ nhét vô đâu nữa luôn rồi đó. Thì tháng 10 Colorado, tháng 11 quay lại. Đấy, có không? Đá ở đâu lấy đâu hay gì? Em mua cái ly em xin luôn cái ly đá. Nè. Anh chị thấy cái ly ở đâu không? Ở đâu vậy? Để đúng nước không? Ly sao bắt á. Ừ. Mua ly đó đó, 40 đồng cho ly đá đó. Trời đất, mắc dữ vậy hả? Xài sang mà. Nghe cái rung tay luôn. Em rất thích collect ly. Dạ. Đi mỗi cái tiểu bang á. Mình bỏ kia, mình bỏ cả đống con này, bỏ chút xíu. Dạ mình bỏ ít mình mới nhúc nhích qua đây được. Đây nè, thí dụ em nói nè, em nhúc nhích nó qua đây nè, nè. Thấy không? Cái em nè, em nhúc nhích qua được. Còn nếu mà mình bỏ hết chứ vậy là nó bám xuống luôn. Cái nào mình phải gỡ lên. Ba trầm đít. Nói chung là nghe cái rung tay này. Mất luôn cái lỗ. Là thấy em thả xuống nè. Là khi em để xuống em muốn nhìn cái móng người ta nó đi theo hướng nào á, là em để xuống vậy. Rất nhiều cái hay. Chứ em không có bấu nó. Em thấy có nhiều người cứ bẻ vậy nè. Mình chị, mấy chị thấy mấy chị bẻ vậy đi theo hướng mấy chị. Mấy chị thả lại cái nó chạy lại theo hướng người ta. Nhưng mà khách của mình nó lại không có nhìn theo hướng này, nó nhìn theo hướng này. Tại hướng này là hướng từ trên ta nhìn xuống, cho nên mình muốn đi theo cái quay của khách mình. Coi cái tip nó thẳng hay không, mình phải bỏ một phút ra để mình nhìn, đặc biệt những cái tay méo. Nhiều người lớn tuổi họ bị gì gọi là arthritis. Dạ nhiều lắm. Khó. Thì đó thì gắn lại đâu chả được, méo rồi đâu có làm gì được. Em nó gãy rồi, không cái, có làm cái gì. Đó không phải là lớn tuổi hay không lớn tuổi nữa. Có người trẻ cũng người ta không thấy được cái đường thẳng. Thì mình cũng căng từ ở dạ. Ngoài này căng ra làm sao cho nó thẳng thôi. Mình căng nó là khi mình căng giống như em mới nói, mình thả nó ra. Mình để cho cái tay nó relax lại. Chứ như mình, khi mình căng mình để như vậy nè, chắc chắn mình đi theo hướng mình nó sẽ thẳng. Tại mình nhìn đây mình thấy nó thẳng mà. Thì mình bẻ nó vậy là cái ngón tay đi vậy. Nhiều khi mấy chị thấy em buông ra không, nó sẽ lại đi về cái hướng ban đầu của nó. Cho nên mình phải đi theo cái quay là mình đi theo cái hướng của cái tay, chứ mình không đi theo cái hướng con mắt mình. Mình cứ bẻ không à, đừng bẻ nó. Khi này em gắn cái giống như khi em gắn nó thẳng rồi á. Mình xếp em sẽ dùng cái móng cái cong này. Cái cong này á, nó có cái độ cong á, mình sẽ đỡ dũa hơn. Em bấm nó vô đây nè, thấy em đi từ góc này ha. Em vô. Là em chỉ cần đi nhẹ cái khúc này nè. Là em có cái ôm mình xếp của em. Thấy không? Chứ nó nhanh hơn mình đừng có cắt ngang, cắt dọc. Thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, mất nhiều step nữa. Rồi khi mọi người cắt như vậy nè, cái mình thấy cái tip nhiều lắm. Khách mình sẽ thấy nó dài. Cái đó bắt mình cắt ngắn, cứ mà làm cắt họ mất luôn cái step. Thì có những cái tiệm nó sẽ lấy cái step tới 10 đồng nữa. Có tiệm phải lấy cái step 5 đồng. Thì giống như cái kiểu mình cứ cắt hồi nó mất cái step nó ra, không có ra, khách nó đâu chịu trả tiền đâu. Tại nó ngắn nữa. Móng nhọn, móng ôm mình step, mình phải cần cái độ dài. Cho nên á là mình cứ cắt cái xếp trước chứ đừng cắt ngang trước. Ok. Dạ. Okay. Nó nhanh mà nó ra đẹp nữa. Đúng rồi. Nó cắt qua bị hồi, bị khách nó cầm lên. Dạ. Khi đó nó chỉnh lại, bị ngắn. Dạ. Cầm lên cái đó hoài. Với lại giống như em nói từ lúc đầu á, là cái tip mình đang xài á, là cái tip curl ha. Mà khi nó... Ngón út mình có đo bằng cái ngón tiếp theo, bằng không? Hay là thiếu? Nó ngắn hơn chút xíu thôi, chứ đừng có ngắn nhiều quá. Tại okay. Vì bản thân cái ngón út mình đã ngắn rồi. Đó.
nếu mà mình cắt nó cứ bằng bằng hết lát hồi mình điếp màu vô á, cái mình đâu thấy cái xếp nữa, cái mình thấy ngón út mình ngắn ngủn mà, cho nên thường ngón út sẽ cắt nó hơi dài chút. Hả? Dạ. Thường là mình kinh nghiệm 80 hả? Dạ. Ok. Ba ngón giữa thì bằng phải không? Ba ngón giữa, ngón này nó dài hơn chút xíu cũng ok nè, tại cái ngón này nó lại dài hơn. Dạ. Ok. Thấy em cắt không? Kinh nghiệm với cái móng này. Rồi khi mà có thí dụ mình cắt dài gì nè, cái khách mình nó muốn ngắn hơn, mình cũng không cần cắt ngang nữa, mình cũng đi theo đúng cái quay đó nè, thấy em đi không? Mình đi lấn, vô lấn vô tí. Mình lấn vô một tí cái nó lại ngắn hơn mà nó cũng không mất xếp nữa. Đúng. Ok. Cho nên chừng nào mình đi cái đường thẳng là mình đi móng khớp hình xếp thì mình sẽ dùng thẳng, còn nếu mình đi móng ô mình thì mình xài cái này. Móng nhọn với móng khớp hình xếp thì cần đường thẳng, tại nhọn nó đi theo giống như hình chữ V luôn thì nó phải thẳng. Dạ. Bây giờ làm dạy giúp móng tư móng dở. Và móng tiếp luôn. Móng tiếp. Cái móng này phải bill nè. Nên lúc mà mình cắt xong cái móng á, thấy em hay nhìn từ cái hướng này. Em nhìn ở hướng này á, nó có cái độ cong. Nó mới ra được cái shape, nó mới gọn. Còn mà mình nhìn hướng này mà mình thấy nó flat á, là mình mà hai cái móng này nè, hai cái sidewall này mình không có thấy được nó ôm. Mình thấy nó hơi có cái ngấn nó dặn. Có nghĩa là mình press quá đi, mình bỏ nhiều cái lực mình quá, mình ép. Mình phải biết cái móng, cái móng natural á là nó xài cái bề ngang, cái seeker nó xài cái độ cong. Cho nên là cái độ cong mình giữ lại để nó ôm cái móng. Còn mình đè theo nhiêu kỹ với móng thường của mình á thì nó sẽ bị dặn. Nó bẹt. Dạ, nó bạch, nó bẹt. Còn những cái móng mà nó như vậy nè, mình muốn cái độ ôm thì nên xài cái móng seeker, nó ra cái shape nó sẽ đẹp hơn. Em sẽ làm cho chị một màu nè, marble nè, ombre nè, trên cái tay điếp này là những cái mà mình xài nhiều nhất cho tìm á. Chứ lại lúc mà mình cắt cái tip á, mọi người cắt cho em á, cắt từ hướng ngoài ra nè, chứ mình đừng có đè từ trong này nha, nó sẽ bị mất cái shape á. Tại lúc mình cắt như vậy cái góc cái này nè, cái cắt của cái đồ cắt móng nó sẽ bị đi vô, nó sẽ hư cái tip của mình á. Dạ. Giũa cũng vậy. Chỉ cắt giũa luôn. Dạ, ở đây mình giũa hai góc xuống. Ok. Giống như em nói, mình cần cái độ cong, cái độ ôm để nó giữ cho cái móng mình nó thon hơn. Thì đây giũa xuống. Không có đụng vô cái góc này. Cái này nó thiếu keo nè. Khi nó thiếu keo mình bỏ chút xíu keo vô đi để nó bị bung. Xong luôn đó. Hử? Một góc đó là xong luôn đó. Giũa này cũng vậy nè. Yeah. Mình đi từ góc này. Tại mình đang đi almond shape. Giống như 70% vậy đó. Yeah. Còn nếu mà mình đi lên đây nó sẽ thành móng nhọn. Còn mình đi cái đầu không mình sẽ có cái oval shape á. Mình đang làm almond. Thì mình đi từ hướng này mình đi bọc xuống đây. Nè. Mình đi nhẹ vậy mình ra cái shape. Mì để ý cái phone quá thì mì nha. Tại em không có ấy, phone em không có nhìn đâu. Em đang giải thích cái móng. Cái góc này cũng vậy. Mình đi lên như vậy nó bị sốc lắm. Với lại nó hay bị mất góc. Mình đi xuống như vậy thì nó ôm cái tip, nó không bị mất góc của cái tip mình. Hồi sáng làm bộ kia nhiều chiêu lắm chị. Chị follow á. Follow lại cái tên út á, vô con lại tên gì? Katie Nguyễn. Em làm không? Nhưng cái móng em nó ôm lắm. Nhớ lại lúc mà em nhìn ở bên hông nè, chị thấy cái kiểu em gắn móng không? Nó sẽ đi, nó cong, chứ nó không có bị dãnh lên. Tại nó dãnh lên là mình điếp không bao giờ được hết. Nó dãnh lên vậy cái lát mình giũa hồi nó bị mất cái đầu móng mình á. Xấu. Nó ra kỳ lắm. Dạ. Như là lúc em giũa nè, em đi lên em không có đụng vô ngón tay. Mà mình điếp á, cái móng mà nó dài á là mình phải build cái base ở dưới á nhiều lớp để cho nó có cái độ cứng. Maximum của cái build cái base á chỉ là 3 cho móng dài thôi. Tại mình làm mà nó nhiều lớp cái dưới quá đó, lát nó sẽ bị thấy cái đầu móng bị bột clear. Maximum của móng dài cho điếp chỉ có 3 thôi nha. 3 lớp. Dạ.
ba là tính cả màu hả? Không, là đang nói về cái bí xíu. Em không có xài bột natural, em xài bột clear cho cái base. Mọi người có thể xài bột natural, bột light pink cũng được. Tại nó là cái giống như nó cùng cái cục nhân nằm ở dưới thôi. Cái light pink á, mà đắp á, thì là thấy màu hồng, nhưng mà dip vô nó giống như clear luôn. Nhưng mà em lại thích bột clear là tại vì khi em xài màu hũ đó, em làm được cái base ở dưới. Nếu mình cái design á, em lại lên trên em khô là được luôn. Em không phải chạy hai ba thứ. Nên em thường em xài phân hũ à. Mà chi số nó có cái loại natural mà cho cái B á, nó chắc hơn không? Chắc hơn cái clear không? Clear chi số rất trong, rất chắc. Dạ. Chisel có hai loại clear, một là dip với đắp. Hai á là nó để là đắp lại ghiền. Đắp lại ghiền nó sẽ không trong bằng cái hũ clear của dip với đắp. Tại dip với đắp nó là clear mà nó không phải là clear thường, nó là crystal clear. Cho nên mình dip nó rất là trong. Một lát các chị thấy hồi nãy em bỏ những cái flake hay là mấy cái bột chrome ở dưới cho cái bột vậy thấy nó trong không? Cái dip mình vẫn sẽ làm được nếu như mình xài đúng đồ, dùng biết cách xài. Tại vì có những cái dip nó đâu có trong đâu. Dạ. Nên mà tại sao mọi người thấy cái hũ mà nó clear là dip với đắp, cái giá đó nó lại rẻ hơn cái hũ bự. Tại vì nó là crystal clear, nó chuyên dụng cho hai thứ luôn. Nên nó mới trong. Một lát coi em làm cái clear nó trong giống như treo vậy đó, không có thấy bong bóng luôn á. Là em chuyên xài cái clear đó đó hả? Em đặc biệt xài đúng loại đó. Cái loại 12 ounce, nó chỉ có cái crystal clear của Chisel nó chỉ có hai loại thôi, một là 2 ounce, cái 12 ounce chứ nó không có cái loại 22 ounce nha. Cái đó mình mới. Em lấy cho em cái chai bi thường á. Không thích super bay hả? Em sẽ mix hai thứ. Super bay chỉ dip được một màu, không dip được design. Tại vì nó khô quá nhanh, mọi người cũng sẽ không có làm được cho cái French nữa. Cái French mình cần cái time cho cái smile line nó mới sắc. Còn nếu mà mình làm á, cái này nó khô quá, thí dụ nó trời nóng đi 5 giây nó khô, trời lạnh nó tới 7 giây. Tại vì mấy cái này nó đi theo cái thời tiết mà, theo cái nhiệt độ á. Bây giờ mà mọi người đi chậm quá nó xuống á, cái nó ăn được cái smile line. Mà khi mình cái smile line mình nhúng luôn cả cái bột clear, hay mình nhúng những cái light pink, những cái gì đó, bột pink natural ở đây đi, nó đâu có ăn rồi, nó khô rồi. Đặc biệt mà nó sát cái móng tay lại khô nhanh hơn. Tại sát móng tay mình nhiệt độ nóng hơn nữa thiết. Nên là từ trend trở lên là đã không xài super base rồi. Nhưng mà có thể dùng cái super base mix với lại cái base thường, để cho cái mình không cần phải đợi, là giống như mình được làm liên tục luôn. Thì mọi người sẽ coi cách em làm liên tục không đợi. Dạ. Chứ không phải super bi, chứ là cái bi thường không mix được nha. Mix được hết á. Mà cùng hãng nó mới mix được, chứ mấy cái hãng khác là đi luôn. Hãng khác chưa thử không dám trả lời. Sponsor không dám trả lời. Em á, thường là em sẽ làm những cái gì em đã thử rồi, nó work, em mới chỉ mọi người. Tại vì em không có ở đây để bán đồ, em không ăn commission của hãng. Em chỉ đây để mà em chỉ cho mọi người cái cách mình làm sao khách mình nó không có complain mình. Mình sẽ không bị vấn đề trong cái lúc mình làm mỗi ngày. Cái nhiệm vụ của em chỉ có như đó thôi. Chứ còn không có bên hãng là em xúi mọi người để mua đồ, hoặc là em nói mọi người phải xài đúng cái đồ này. Cái đó mình xài cái nào là ăn thua mình thôi. Dạ. Nếu mà ai biết em thì sẽ biết em bao nhiêu năm nay em là như vậy rồi. Mà đặc biệt trong show những cái gì mà em chỉ á, là em đã bỏ lên trên tay em, lên khách em. Có những khi em bắt cả thợ em tìm em đeo nữa, để em coi nó bao nhiêu tuần á, nó sẽ bị cái gì trong đó không, hoặc là nó có work không. Đúng rồi, đúng rồi, bắt buộc mình phải thử chứ. Thí dụ lên tay em á, nó không ăn, tự nhiên lên cái tay người thợ nó ăn. Cái lúc mình phải question chứ, là tại sao mình bị như vậy, và cái tay mình phải có cái gì trong đó. Thí dụ như vậy đi. Nên em thích đeo đồ lắm, đeo đi thử. Phải thử trước rồi. Dạ. Chờ tên gì à? Em tên Katie. Katie. Dạ. Có Facebook của cái đi hả? Dạ có. Có like mỗi ngày hả? Em không có like mỗi ngày đâu, em đi show em mới like show thôi. Live, dạ. Thả
chút xíu chị. Dạ. Anh chị mà có Facebook của anh Hoàng cũng thấy em chồng. Thấy anh Hoàng là sẽ thấy em, hồi xưa tóc em màu trắng á. Sưa gió quá giờ qua mùa mây. Dạ không, tới tuổi rồi. Tới tuổi là phải là cho nó trẻ lại đúng không? Nước trẻ thì làm cho nó bạc. Đặc biệt của móng điếp á là cái lằn này nè, nó phải nằm. Tại nếu mà nó không nằm xuống, mọi người sẽ điếp vô nó sẽ có cái ngấn. Dạ. Làm nail mấy trăm ngàn là chưa có đóng tiền học phí đâu nào. Thiệt luôn. Giờ quá lời luôn rồi. Quá lời, thật sự đó. Quá lời rồi. Giờ em lỗ. Cộng thô thô lại đi. Từ xưa giờ làm ra mấy trăm ngàn rồi. Năm ngoái gì năm nay. Năm nay coi em đi ăn học hai lần á. Ồ vậy hả? Em tốn nhiều tiền rồi mà em biết em làm ra không nữa. Đam mê đúng không? Em nói em biết là em đi làm tốn nhiều đó mà hình như chưa làm ra. Nè, khi mà mình đi cái móng á mà em thấy giống như cái những chị mà nó nhát như chị này nè, tại khi em chạy á cái này chị cứng lắm, nghĩa là chị sợ thì em sẽ đi tay, đi máy rồi em không đi máy, em đi tay. Dạ nè, thấy em đi không nè, em đi là em đi cái điếp em rờ thế đi, em đi như vậy đó. Tại không thấy cái ngấn luôn á. Ồ, bút chị luôn hả? Bút nó là hả? Cái điếp của em á. Ồ. Dạ. Tức là khi một lớp clear lên là nó đã mút luôn, nó đều luôn. Mình khi mà em đi mà khách em cái tay mà không có gồng á là em sẽ biết cái người đó không có nhát. Cái chị này chỉ gồng lắm, nghĩa là chị rất nhát, chỉ sợ máy. Nên em phải ngưng, em không chạy được nhiều. Thì em bắt buộc phải xài tay, nhưng mà đây là cái cách em đi xuống. Ồ. Nó mút không gờ luôn. Dạ. Như vậy là giống như là giống như móng thiệt luôn. Ừ, móng thiệt rồi. Vậy là điếp lên sẽ đẹp chắc. Nên đối với em là cái tip á là quan trọng nhất, không cần biết điếp hay là đắp. Nên với em cái nền giống như cái nhà mà muốn xây lên á là cái nền nó phải vững. Cái nền không vững là nó sụp á. Nên mình tại sao mình thấy mình điếp á nó hay bị cái ngấn. Cái mình vũa, mình cứ vũa hoài cho nó bằng. Cái điếp nó lại khác với cái bột, cái điếp nó đi từ cái nền dưới đi lên. Cái bột thì nó nguyên cục bột ở trên đi xuống. Thì thí dụ mình gắn cái thiếp nó không đẹp đi, nhưng mà cái cục bột nó dày, nó sẽ cover được. Nhưng mà cái điếp á, mình cứ sơn từng lớp. Thì cái lớp mình nằm đâu, lớp keo nằm đâu, lớp bột sẽ nằm đó. Cho nên ở dưới đây nếu mà mọi người làm cho nó mịn giống vậy, thì lên trên mấy chị coi nó điếp nó ra đẹp lắm. Mịn màng như cái tim bé luôn. Nhưng mà tại vì cái tay của chị này đẹp. Không, tay chị này mà đẹp. Tay chị này không đẹp. Không, cái tay của chị nó u tròn không. Lên rồi hả? Ăn thua mình build cái thiếp. Cái tay của chị là tay flat. Flat hả? Dạ. Mà build nó lên thành được như vậy từ cái thiếp. Nó u u ha. Nè, dạ. Nhìn nghiêng thấy nó u u rồi nó. Cái form thì cũng ok, cái form móng. Hồi nãy em gắn á. Nhưng mà có những người khách á, lúc mà mình tháo ra nó bị trũng á, lúc không. Mà mình không phải. Mình dán nó trũng. Cái tay của chị hồi nãy em xài cái thiếp Seeker. Oh, okay. Em xài cái thiếp Seeker đó là nó, khi nó em gắn đỡ cho mình nữa. Dạ, em không có đè nó xuống mà em giữ cái độ cong. Thì em để nó xuống là em để em ngấn nó nhẹ vô vậy. Em là nó có cái độ ôm sẵn rồi. Thì hai bên mà nếu nó dư em sẽ vũa hai bên. Chứ em không có vũa chính giữa. Tại vì mình đè xuống vậy nè là mấy chị thấy nó bị flat. Nên những cái tay mà nó flat thì mình nên xài cái tip curl. Để mình ăn gian cái độ cong, mình build cho cái điếp mình nó khỏe hơn. Như là lúc mình vũa cái thiếp cũng vậy nè. Nếu mà mình chạy ngang là cái thiếp mình nó, cái móng mình nó ra nó sẽ flat. Còn nếu mà mình đi xuống như vậy
là nó sẽ ồn. Dạ. Nó quan trọng lắm luôn á. Cái này là giống như cái phần nền á. Thỏ chứ quan trọng. Dạ. Mình cứ nghĩ kệ nó đi, mình đếm lát lên mình vỗ là không. Mình đếp không, mình cái nền không đúng, mình lát đếp lên tay xấu lắm. Cái đếp nó kỳ lắm. Dạ. Tức là mình chỉnh sửa bên trên không có được. Dạ, mình phải chỉnh từ dưới. Cái móng đẹp thì dạ. cái nhà nó đẹp. Nè, thấy em chạy không? Giống như cái này nè. Chỗ này nó có cái ngấn nè. Nếu như mà em làm không đúng, cái tay của chị nó cũng flat như thường. Cho nên là em đi là em đi nó xuống như vậy. Nè. Nè, thấy em đi không? Chị thấy nó khác liền không? Với là lúc em gắn cái móng á, là cái shape almond á, với lại cái shape nhọn, nó sẽ có cái độ curve. Đặc biệt là móng deep, gắn móng xuống chút, để cho cái móng nó đi xuống thì nó mới ôm được như vậy. Còn nếu mình đè nó, móng mình nó sẽ đi lên. Móng vuông khác, móng mình khác, khớp hình xếp khác luôn. Mỗi một cái móng mình với giống như mình hình dung được cái hình dạng nó không sao á, là tự động cái đầu mình nó xét cho mình nó xét sao. Anh đang học. Này, thấy cái tay chị khác liền không? Quá lời rồi. Chị làm gà đô rồi đi chỗ này chỗ kia. Đây bỏ những phí. Sit down. Ok, sit down. Em học để kiếm tiền để nuôi vợ con giống có gì chứ. Khi mà em làm á là em nói thiệt luôn á, em chỉ một người rất là hết mình luôn. Nghe cách em giải thích là hiểu không? Em không có nhìn cái móng bằng cái đường bình thường như vậy đâu. Em nhìn móng, em nhìn vậy nè. Em nhìn vậy nè. Là em biết cái móng nó đủ ôm chưa. Mình nhìn vậy mà mình lấy hai bên nó bị mất á. Có nghĩa là mình gắn cái xếp cũng sai. Mình gắn vậy mà mình nhìn xong mình thấy cái móng mình nó đi thẳng, nó khi nó đi lên là mình cũng sai. Khi mình để nó xuống như vậy, mình đè nó quá là cái chỗ này nó bị giảm. Cái mình nhấn nó vậy quá, mình để như vậy, tự nhiên cái xếp mình nó cũng đi lên. Cho nên cái xếp mình phải nương nó. Dạ, mình phải nương nó. Cái móng dài mình sẽ đếp từ 2 lớp bi trở lên. 2 lớp bi. Thì em sẽ cho mọi người coi làm sao mình build cái lớp bi nè. Em sẽ mix giữa cái super bi với lại cái bi thường. Okay. Dạ. Mình mix cái chai bi thường on top của super bi. Chứ mình không có mix super bi on top của cái bi thường nha. Cho nên là khi mình mix mình cũng phải biết vậy luôn á. Dạ. Cái nào trước cái nào sau? Em là nhìn cách em sơn nha. Okay. Cái lớp đầu tiên em đi nó như vậy. Em không bao giờ dập. Tại nó là keo. Mình dập càng nhiều chỗ đó nó sẽ là càng có nhiều nước. Mình nhúng vô cái nó bị nhăn. Nó bị đùng bị nhăn. Này em vuốt nè. Em vuốt nó xuống nè. Em chừa hai bên lại chút xíu nè. Thấy không? Em chừa hai bên chút xíu. Em nhúng xuống em không bao giờ nhấn như vậy. Okay. Em để nó nghiêng như vậy. Nghiêng 45. Sao em lấy ra. No, okay. Em có cái lớp đầu tiên. Em không nhúng lên nhúng xuống. Nhúng lên nhúng xuống. Cái nước keo không đủ bọc cái bột là cái bột sẽ bị bong bóng. Bị bubble, bị hồng hộp. Xong mọi người cứ nghĩ là tại cái bột người ta hư. Không đúng. Đúng rồi. Không phải. Cái đếp không phải như cái bột keo nhiều. Là nó sẽ ăn cứng hơn là bột nhiều. Cho nên cái móng nó sẽ không bị thô, không bị mất xếp. Mà tại sao nhìn nó mỏng manh vậy? Bốn lớp vẫn không dày. Mà sao nó chắc vậy? Mà thử đi rồi biết. Tại vì keo nhiều. Dạ. Thấy em biết cái móng em nó bóng không? Cái lớp đầu tiên. Còn ướt cũng ok. Dạ. Nè. Thấy em đếm nha. Em vuốt xuống không à? Mà em đếm sao em lấy ra nè. Em làm nhanh lắm á. Nếu mà em không nói á. Mà giống như thấy cái tốc độ em không? Ừ. Dạ. Lớp đầu tiên là mình không có bỏ nhiều hai bên đi đâu. Mình bỏ giữa để build cái móng trọ. Mình đang đi build cái độ khơ của cái móng luôn á. Tại vì bây giờ cái móng mình nó như vậy. Nó đi cái hình này. Cái lớp thứ hai cái nặng như vậy. Càng ngày nó càng lên là nó đi đúng cái shape, không có duỗi nhiều. Tại cái clip mà duỗi nhiều họ lòi bột clear, lòi móng xếp hai bên hết. Mình chỉ muốn cái cục bột clear của mình nó là cái nhân nằm chính giữa thôi, vòng vòng ngoài bột màu. Thêm vuốt không?
chứ cái lớp đầu mà mình đi hết cái bề ngang á là cái móng mình nó thô lắm, nó dạ nó xòe ra. Rồi lớp thứ hai nhớ phủi nha. Okay. Mình không phủi cái hồi mình cứ nhúng vô cái da mình nó dễ bị đặc bị sệt á. Cái lớp thứ hai cảm em lại đi thế. Lên cao hơn chút xíu. Ừ. Chứ còn hai bên qua, em không có em nhúng nó vô nhìn nghiêng thấy em có cây phép không. Ừ. Nhìn như vậy em cũng có luôn cả cái độ khơ nè. Ừ. Đây là cái cách mình điếm nè. Ừ. Nhìn nghiêng, nhìn dọc, nhìn đâu nó cũng ra sẵn cái xếp, nó không bị thô. Mà nó còn ướt mình không cần nhúng lại nữa hả? Dạ không. Chỉ một lớp vậy thôi. Em không có nhúng lên, nhúng xuống bao giờ hết. Nhúng lên, nhúng xuống. Ừ. Cái màu nó sẽ không nó ra đúng chuẩn cái màu. Ừ. Nó sẽ bị hậu hộp. Xong rồi mình thấy nó dày quá. Mình thấy cái xếp nó cũng... Tại sao mọi người thấy nó hay bị bể, bị nứt? Mình cứ nghĩ nó bể, nó nứt á. Là... tại vì cái ATV là không phải nó bể nó nứt, nó có nhiều lý do lắm. Bây giờ ví dụ khách mình tại sao 10 con 8 con không bị, có 2 con bị, 2 con nó tay chân nó làm việc rất là nặng, nó sẽ bị nứt. Rồi tại sao nó bị bể cái đầu móng, nó có một là cái độ dày không đủ, thứ hai là keo không đủ. Mời cứ nhúng lên nhúng xuống nó bột không à, nó bị bong bóng, nó bị bọng á. Giống như em nói như xi măng đi, xi măng nhiều nó phải chắc không, mọi người bỏ nhiều cát vô á, nó dễ bị nứt, dễ bị hư lắm. Thì cái dip nó giống như vậy đó. Bởi sao cũng bột đó, nước đó mà cái người dip đó thì cũng bị chip, mà người kia dip thì không bị chip đúng không? Dạ. Xong rồi mình cứ nghĩ là tại cái đồ không phải. Ừ. Tại sao một cái chai nước này em làm biết bao nhiêu cái xô. Cái nước em càng chỉ càng tụt chứ cái nước cũng không bao giờ hư. Tại sao em dip từ cái màu neon em dip qua cả cái màu thường. Cái SCV đời em không bao giờ đổi màu. Lần thôi mấy chị dập cái nước trong cái bột. Nên em nói là mình xài đúng cách đó. Ừ. Chị thấy em làm bột hồi nãy rồi đó. Chị thấy qua tới cái điếu không? Em xài đồ không có hư, không có hao. Em làm là giống như là phát nào là dính phát đó đó. Nên nhiều khi em làm cái em thấy ồ sao cái tay này là mình làm đẹp, tay kia mình làm xấu vậy. Có nghĩa là em cũng xài gì đó rồi đó. Là em phải sửa một con tới nữa. Khi làm sai gì về tối làm suy nghĩ ngủ không được. Dạ. Như em nói tại sao mà người ta đeo cái độ dày đó người ta không bị mà em bị. Có nghĩa là con nhỏ đó nó không làm gì hết, còn em phải khiêng vali. Tại meso mỗi tuần mà. Là cái độ dày em phải cần hơn nữa thì em lại làm nữa. Em hết bị thì em biết là cậu cái vấn đề em là tại cái tay em mạnh thôi. Nè chị coi em điếp nè. Thấy cái clear nó trong không? Trung em cần cái gì? Giá hôm nay cái gì? Thấy cái clear nó trong đến như vậy nè. Nhất là 4-in-1 mình có nhiều cái để good deal. Cái điện thoại kia chị không coi được của chị hả? Nè, không thấy cả cái lần nói luôn á. Cho nên là deep đừng có ngâm. Mình ngâm là mình sẽ bị không bao giờ mình ra được cái đồ mà nó trong hết á. Đặc biệt là mình làm design. Khi design marble mình cần vô rồi. Cảm ơn. Thấy em điếp không? Móng nào của em cũng vậy nè. Em điếp móng nào của em, cái bột của em cũng nó trong lắm. Ai vậy? Cái hoài á, khi mà deep friend á thì nó sẽ có cái deep wide. Nhưng mà mình deep ombre nó cũng sẽ giống như là cái deep ombre nó cũng giống như là cái double ombre vậy đó. Nó sẽ không có già xài super wide, nó phải xài super wide. Nếu mà con khách mình nó không muốn trắng quá mình có thể xài American không thì nó ra giống như Milky. Còn nếu mà con khách mình nó muốn trắng hơn nữa mọi người có thể deep. Mình mix cái super wide and mix luôn cả chung với American wide. Để nó giảm cái độ trắng của super white xuống nhưng mà nó tăng lên cái tông trắng của cái American. Mix được hết nha. Cái bột dip có quyền mix. Mà trước khi em dip vô cái kháng nữa đó thì em sẽ dũa cái xếp em lại chút xíu. Cho nên em thích là cái gì? Em thích là em thích mix giữa cái super base với lại cái base thường lắm cả nha chị. Cái thả đại trên bàn cũng thôi. Chứ mình đừng nghĩ là ồ không, cái này nó khô nhanh, cái kia không khô nhanh, mình mix không được. Được hết á. Đó sư chị. Nè coi em clip nè. Hai lớp clear mà coi cái móng em nè.
tự nhiên, gọn gàng nữa. Mà chị thấy khi nó khô lại á là nó trông giống như cái thiếp luôn, chứ nó không có khô theo kiểu mình, nó còn hỗn hợp. Em uống có phải không? Cho xin chị quay phải đi, cái viết nó yếu. Xì vô Facebook. Facebook của thêm mì á. Cái thêm mì xe vô trong cái của thêm mì để cho em là thấy bữa nay thêm mì có show rồi nè. Em kỹ lắm mấy chị, cái nền em nên lên lên trên em không có làm nhiều nữa. Bởi cái số của B nó cần số 3 đũa đá. Đũa đá nên nó làm nhanh lắm. Cái này không cần nước khô không? Không, nãy em xài có con chai á. Với lại bây giờ khi hôm em sẽ có làm đồng. Khi mà mình chai super bay. Này còn 5 đồng ở đây. Nhưng mà như vậy mình làm em để lâu nó màu khô. Đâu khô, từ khi em tháo ra em để em không xài. Chứ còn bình thường để vậy đâu khô đâu. Nếu mà mua về đừng có mở ra thì nó được lâu. Trong tiệm em á, mình để là nó khô à. Nhiều lắm, em nói thiệt. Không có một trên bàn nào trong tiệm mà không có. Không có một cái phòng bạn em nào mà không có dưới mấy chục chai hết, em không bao giờ bị. Xài mà đến khi dọn quét luôn gặp xài cái không khô như vậy. Theo cái kiểu của em thiệt thường là em không biết. Với lại lúc mà mình làm mấy chị thấy không? Mỗi một set em làm kỹ lắm á. Cho nên cái chai của em làm á, đến nó mình nó hết á, em phải cầm lên vậy nè, rồi em nghiêng em nhúng chứ em đâu có bỏ xuống vậy được nữa đâu, tại nó hết ở dưới rồi. Em không có xài refill. Không xài chai nào sao em dục cho đó không à. Tại vì em hay cancel mua lắm. Cancel nó sale thì cái giá nó rẻ, nên mình xài xong nó dơ nó dục phải bỏ. Mình mở ra cái mình mở này. Lần hai lần cái để nó khô, mau khô. Này, thường mà nếu mà trong cái lúc em làm á, mà em làm vừa ombre vừa marble, em sẽ tập trung vô cái ngón marble trước. Tại cái ngón marble là em sẽ có RCV rồi, để cho nó khô. Này. Cái nền của cái dip á, để làm marble á, mình có thể xài light pink, xài màu nứt lợt, xài mấy cái màu lợt lợt cũng được. Thì nói chung nó tùy theo cái khách mình nó muốn. Mà làm cái môn phái marble của dip là bắt buộc phải có miếng giấy nha. Không có giấy là hư đồ á. Này. Đó, chờ màu 160 của thêm mình nãy mấy đâu rồi ta. Ở đây, cái màu này màu nút lợt nè. Em sẽ đi cái em vẫn còn xài cái super base nha. Khi nào mà em đổi qua cái base thuộc em sẽ nói ha. Em xài hai ngón này nè. Nè, thấy em vuốt không? Để sát nè. Em vuốt xuống nè. Em nhúng vô nè. Để cái móng em nhúng không? Nhìn nghiêng nè. Mịn luôn. Là nó ra sẵn cái shape luôn. Em chỉ có đi từ từ thôi. Cho nên đối với em là cái nền là quan trọng lắm. Em phải build. Mà nhìn cái móng đây nè, ba lớp luôn nè. Mà thấy nó khỏi lát nữa không cần nhiều. Chị thấy nó cong lắm. Khi cái nền của cái marble maximum chỉ là 2. Base dip á, cái len này á, cỡ độ dài cỡ này thì em chỉ có làm 2 lớp base rồi, để em làm cái nền. Cái lớp base này tới cái lớp base để mà chuẩn bị cho cái lớp nền có cái màu để mình làm marble cũng maximum chỉ có 2. Tại mình làm dày quá một hồi cái mình vuốt cuticle á, mình phá cái clip mình sẽ bị lòi cái màu ở dưới, cho nên maximum chỉ có 2. Tại mình còn cả 2 lớp mo của cái clear lên trên nữa. Nên cho dù em đi 2 lớp base ở dưới này nha, 2 lớp màu, 2 lớp clear là tổng cộng 6 lớp đúng không? Cái tay của chị ra bằng sai không dày. Thì coi em làm sao ha. Em sơn á, là em sẽ vuốt nó xuống vậy nè.
mà thấy hai bên của em không, bột nó xuống y chang nhưng mà nó ôm á. Mọi người thấy cái cây cọ này nè, mình thả nó xuống nè, thấy nó cong không? Em vuốt nè, nè em vuốt nè, em vuốt nè, khi em vuốt em nghiêng là em vô chính giữa không à, chứ em không có qua tràn lan hai bên. Em nhúng nó xuống em cũng lấy nó ra. Đây ra. Bây giờ cái bông cây này em làm ôm rồi ba ngón, hai ngón mơ bồ. Thì nếu mà mình đi một màu á thì em cũng nhúng lên vậy nè, em sẽ đi hai lớp base, ba lớp màu, tại vì ba lớp màu nó mới chuẩn. Ba lớp màu, thứ nhất là cái màu lên chuẩn, thứ hai là lúc mình chạy mình vũ ở trên mình đã phá mất một lớp rồi, thật sự mình chỉ còn có hai à. Còn nếu mình đi hai lớp màu cái mình vũ mình còn có một hoặc là một rưỡi à, là nó sẽ không có đủ độ dày, nó sẽ bị nứt hai bên, nứt vô á. Dạ. Em nhúng không? Cái đó là màu trắng. Dạ trắng. Cái này trắng mới nha, trắng trong cái cloud á. Cái lớp thứ hai, bắt đầu từ lớp thứ hai trở đi á, lại không đụng sữa vì nữa. Tại vì khi mà nó từ ombre, từ cái friend trở lên, em sẽ kêu nó là design. Từ khi tới cái khúc đó là em sẽ không có đụng. Cái super bee sẽ nó khô nhanh quá. Cái quay của em nó sẽ khác nè. Là em sẽ dùng, thí dụ mà mình đi những cái màu lợt thì mình muốn cái ombre á. Giờ chỉ cho hai cái làm ombre đi, một cái ngón màu lợt với cái màu đậm. Thì mình sẽ hiểu được tại sao ha. Cái này nãy giờ có quét gì màu à? Không, ok. Mình nhớ lúc mình làm mình ý cái cây phủi này nữa, phải một cây màu đậm, một cây trắng hồng only luôn á. Tại vì nếu mà mình đụng vô mình sẽ bị hư cái màu trắng của mình á. Nè, chị thấy cái này quá trời trắng không? Thì khi nó trắng quá giống như mình nó đi vòng vòng mình thấy đúng có mấy ngón tay vậy đó, nên nó không có đẹp. Thì mình sẽ đi giảm cái tông màu trắng nó xuống chút xíu, thì em sẽ mix lên trên là em sẽ mix với lại American nha. Mix là mix như vậy chứ không phải là lấy hai thứ mix vô. Dạ không, hư bọn mình. Mình mua mình làm nhiều thứ không phải cho đúng một cái môn này. Đây, thì khi em xong với cái trắng thì trắng. Cái này mới nè. Đây. Hết cái điệp đi em. Thấy mình ghê không? Muốn có tiền mua đồ ăn không? Cái này chai bay khác rồi đó hả? Bay thường á chị. Bay cũng bay điệp á ha. Dạ. Mà bay thường ha. Bay thường. Thấy cái trắng nó khác liền không? Nó trong trong lại. Là nó mịn nó xuống. Nó dịu xuống. Dạ, nó giảm cái tông trắng lại. Chứ nó không có còn trắng kinh khủng khiếp như hồi nãy nữa, nhưng mà nó vẫn super trắng. White. Dạ. Thì mình để cái đậm mà dưới cái lợt lên trên. Chứ dạ, phải đúng để rồi. Cái lợt ở dưới cái đậm trên. Dạ không. Ừ. Cái trắng này nó lại khác vậy. Nên là mình super white. And American white là American nó lợt lại, nó giảm cái tông trắng. Còn nếu mà mình đi hai cái American không á thì nó ra thấy dạng như milky. Thì tùy, nếu mà khách nó không muốn trắng quá thì mình xài cái American, còn nếu mà khách nó muốn hơi trắng giống vậy. Mấy giờ kết thúc vậy? Cái này. Sáu giờ. À, ngày mai nữa. Ngày mai. Nè. Có cái này cách làm ombre này đã nha. Dễ nè. Không? Là em có ombre. Đẹp dễ đẹp quá vậy. Là nó xong. Cái ombre. Mình dip vô cái mình đánh màu lên luôn vậy á. Dạ. Nó kêu còn luôn hả chị? Thì nó vậy đó. Dạ. Là em có cái ombre. Nhưng mà cái ombre nó coi nè, nó ra nó sẽ mịn, nó đều như vậy nè. Nó không có, nó như bột luôn á. Mình đâu cần phải búng nó đâu. Dạ, không búng nữa. Ừ, cái cò đi. Dạ. Cái cò nè. Nên em nói là thường mình xài cái này á. Lấy cho em cây nè. Cò này chị không bao giờ mua một cây mà chị xài. Chị có ít chứ phải ba cây.
tại một cây màu trắng hồng only là mình không đụng nè, một cây làm cho neon, một cây làm cho màu đậm, nên thường cái này em có nhiều lắm, kìa em có một hộp cọ luôn á. Không, bữa này dễ làm ha, dễ làm điếc của chị. Dễ quá trời không? À, thấy em làm nhanh không? Còn nếu như mà âm ray ở dưới lên thì phải xài cái điếc thường. Thì đây người thường đúng rồi. Nó lâu khô. Dạ. Em thấy chị nói chờ mà chị đánh nhớ còn dính luôn á. Thì em vừa nói vừa làm luôn á, nên là tự vì cái bay thường. Nhưng mà ngược lại á em đúng rồi, cho nên em mới nói không xài được cái super base. Sau khi nó khô là chị không, tại cái này giống như chị dùng những cái pigment này chị bỏ lên trên này á, chừng nó đè chúng chị á. Vậy cái hộp mà chị mua em á, cái đánh cái này cũng được quá không? Bột càng đậm lấy càng ít. Tại vì neon nó đậm lắm á. Nè, bây giờ em lấy thí dụ cái màu này, tùy bay. Chị em có hai loại bay. Chị giống như bây giờ nè, có nhiều con khách á, nó thích hai màu chứ nó không thích một màu. Thì chị sẽ dùng hai màu. Này, giống như cái này là neon nè. Màu vàng của em đâu? Màu vàng thần thánh của em đâu rồi? Đúng rồi, đây. Nè, em sẽ dùng màu vàng với lại màu hồng. Em thả đây, em kéo nhẹ lên. Nè, thấy em lấy không? Em quẹt lên. Nó nằm bên. Các em lấy màu khác. Em chà vô, có phải có 2-3 màu không? Chỉ có thể màu xanh, màu đỏ, màu vàng gì chị thấy đây. Tại vì sao? Tất cả các màu on top trắng đều nổi. Chứ không phải cái giờ tự nhiên mình đang làm cái màu vàng này mình chà màu trắng, nó không lên. Tại màu vàng nó đậm hơn màu trắng mà. Giống như mình sơn cái dạ. Giống như mình sơn cái neon ở trong tiệm cũng vậy, tại sao mình hay sơn cái nền trắng ở dưới để cho nên là cái nền trắng ở dưới nó sẽ hấp những cái tông màu ở trên nó bật sáng hơn. Em muốn nó đậm hơn. Em lại cho nó thêm nè. Em muốn nó hai bên em vẫn làm được chứ không phải không. Nên nó dễ, cái ôm lề này là dễ lắm. Nè chị coi nè. Phải cái chai base đó mới làm được. Cái base này đặc biệt không có bị hư. Mà em không, tại bên em nói là tại nếu mà mấy chị nào mà biết em lâu sẽ biết em làm deep rất nhiều. Em đi rất là nhiều show, không phải show nào em cũng xài chai mới hết. Tại đồ em nằm trong vali mà nó dục, nó quăng trời nóng trời lạnh gì để nằm trong cái vali đồ để em bay mỗi tuần. Không lẽ giờ tuần nào em cũng thay một dạng này. Bao nhiêu đồ nó mới đủ cho em xài. Mua cái bay này hả? Rồi, thí dụ giống như vậy. Hôm nay có 5 đồng mà. Để. Em muốn nhét cả này mà chị thấy không, cái quay này làm nó rất là sạch. Cái super bay điếm nó sạch lắm. Là chạy nhất luôn á. Người ta mua lần 200-300 chai đó. Nó sạch vậy là nó sạch như vậy nè. Khi mà mình phủi như vậy mọi người coi giống như là kiểu mặc cái em móng tay cọ giống chị ôm ok gấu. Nè, em xài nó như vậy á là cái móng tay rất là sạch. Bao nhiêu cây? 7 đồng mà chị. Nè, nó rất là sạch. Nó sẽ không có bị dơ, nó sẽ không bị hao đồ. Có gì nhắn tin cho chị nha gấu. Mà chị coi cái móng nè, bao nhiêu lớp mà chị thấy tay mỏng manh này không? Tự nhiên sao? Nó rất lát tự nhiên làm nó không GX nữa nha, nó xong có bị hư xong rồi. Bây giờ thí dụ khách em nó muốn nhét flex, nhét design, nó nhét gì em không cần biết, ngay cả những cái lá ở dưới đó, chị vẫn bỏ lên top được cái deep mà nó khá solid y chang như là chị làm bột vậy đó. Nếu mà biết cách làm thì đây là cái cách để chị làm đó, chứ mình đừng có nghĩ là ô cái này nó là deep. Cái lá mùa thu rồi hả? Mình đừng nghĩ là ô cái không cái đó phải làm bột. Không, deep vẫn làm được. Bây giờ em nè, vẫn là cái chai thường nha. Em không đụng super base nữa nha. Em đánh với super base rồi đó. Em sơn một lớp thường. Dễ không? Dễ không? Tuyệt vời một trời. Chọn hai cái nếu như bỏ lá mùa thu thì như vậy rồi mình bỏ lên cái đó. Đúng rồi. Cái này nè, nó sẽ không có khô. Nó rít. Có đủ nghề. Em sẽ dùng cái chai này. Em thả nó vô. Em vẽ. Nè. Em vẽ xanh, vẽ hoa, vẽ gì kệ em nè. Thấy không? Em lướt nó. Em cứ dậm nè. Em thả nó vô, xong rồi em bỏ flex. Cái hũ này không phải hũ này em xài. Cái hũ này là... quay, hũ này màu trắng. Hồi nãy em xài nó unicorn, lên. Nó không có lên. Unicorn nó đẹp hơn. Nè, em thả nó vô nè. Màu unicorn lên đẹp ha. Thấy không? Em vẽ nè. Nãy em để ra ngoài em okay. Clean là em clean như vậy nè, em okay. Đi như vậy chứ em không có là em giết luôn cây cọ em á. Em clean nó như vậy, em thả nó vô trước khi mọi người muốn bỏ vô trong đây. Đó là lý do tại sao em nói là mobile bắt buộc phải có giấy để mình chùi cái chai. Dạ kệ nó đi, em sao đâu nè. Thấy em mới thấy em vẽ cái mobile xong nha. Cái này mấy cái flex nè,
có móng tay cũng dễ quá. Em chưa đụng gì tới cái khác luôn á. Em mới lấy lại cái chai này. Em dùng cái gốc nó. Em dùng cái gốc cọ, chứ em không có dùng nguyên một cây cọ nha. Cứ tưởng tượng này giống như cái viết vậy đó. Em lấy mấy cái này. Em thả nó vô. Mấy chị muốn bỏ cái gì tùy mấy chị. Cái lá kia nếu như chị bỏ cho em cái lá đi chị. Em không có lá, em chỉ chị làm thôi. Chị về chị bỏ gì tùy chị nha. Để thưởng trong show thì chị chỉ mình cách làm thôi, chứ nhiều đồ quá không khó. Dạ. Em bay 55 pound đồ đi làm á, chị biết không vậy? Kinh khủng khiếp không? Nè, thấy không? Lúc nào cũng như mình quen mà làm riết mình sẽ quen tay. Em lúc nào cũng chùi hết trơn, em quen rồi. Em mới thả nó vô. Cái em thấy em u. À ha. Em xài đúng một chai không bao giờ bị hư đồ hết á. Dạ, cứ nó sạch là ok rồi. Khi mà em ok với cái marble của em. Em bỏ ACV rồi. Bỏ lên liền luôn chị. Nè, nè, em bỏ nó vô. Tại sao em bỏ nó vô? Tại vì cái số 2 này á, nó không có khô. Mà nếu mà một lát em sơn cái clear vô nữa, em nhúng vô nó sẽ bị hư cái marble của em. Nó hư hết mấy cái vần. Em mới bỏ cái ACV vô để cho nó siêu hết những cái design này lại, nó nằm đó. Một lát em sơn cái bê lên, em nhúng vô kia nó mới không có nhằn. Nhưng nên em nói thường trong marble thì là phải làm cái món marble trước. Tại mình có ACV mình cần nó khô chút xíu. Mình thả nó đó qua món khác. Thì bây giờ em qua tới cái marble màu trắng. Nghĩa là em không có làm ombre marble thế kiểu này nữa. Em sẽ làm cái marble trắng cho mấy chị coi. Marble trắng không xài American. Phải xài super trắng luôn. Tại vì super trắng thì nó mới giảm cái tông màu xuống. Tại mình dùng mấy cái pigment của nó mà nó mới ra được cái vân. Còn mấy chị mà xài American là mấy chị thấy nó tiện nó giống như thành bột natural luôn đó nha. Em sơn một lớp bê sườn nha. Chị thấy cái màu em lên không? Cho dù nó là cái màu nước lợt nhưng mà nó sẽ lên đúng cái màu em muốn. Cho biết là tại vì nó đủ nước. Còn mấy chị mà cứ nhúng, ù nó còn ướt, nhúng tiếp. Tại mấy chị thấy nó hồng hồng á, nó không có ra được cái màu nữa đâu. Đây, cái này bê sườn ha. Cái dạ bê sườn, sắp bê xong rồi, okay. Nằm bên rồi đó. Nè, em sơn nó xuống nè. Đây, em sơn nó xuống. Em chưa đụng bột nên em có quyền bỏ vô lại. Em mới dùng cái chai của em. Em nhúng vô cái hũ bột. Em thả nó xuống. Cái này nè, thấy không? Trời ơi, làm thế vậy. Clean. Mình không biết làm. Biết mình cũng có thể làm. Thấy em làm không? Em always clean. Em mới thả vô lại. Cho nên cái chai em không cần biết xanh đỏ tím vàng neon gì, em không cần biết, cái chai em never đổi màu. Nên mấy chị đụng design làm ơn có miếng giấy giùm em. Nhưng mà khách nó muốn deep marble. Vậy thì đây là marble cũng dễ quá mà mình không biết màu khói á. Còn mấy chị muốn bỏ cả cái chrome vô đi trang cho bên kia. Đừng có bao giờ bỏ. Mình đang làm design mình sẽ đi nhẹ 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 nhẹ. Mình uyển chuyển theo cái góc mình muốn nha. Em làm không? Em làm gì? Em clean. Thấy em sạch không? Em mới thả nó vô. Là em xong. Tiếp tục. Làm gì? Activator. Activator còn có một Activator còn có thêm một cái công dụng là nó hép bột clear thiệt trong như mấy chị bỏ thấp có gel on top của deep vậy đó. Chứ không phải bỏ activator xong lát bỏ lên deep nữa không được, xong rồi. Không, vẫn sẽ lại tiếp tục được luôn. Làm deep tiếp tục luôn. Nhưng nên mà phải để nó không. Dạ. Nó khoảng bao nhiêu phút là biết. Xong hết này là nó xong rồi. Cho nên em lúc nào cũng làm những cái design trước hết, em không có làm nó sau. Tại nó là cái đứa cần cái thời gian. Mấy cái này thì nó khô rồi nè. Mình bỏ cái nước số 2 này bị cọ không? Dạ. Bị cứng cọ lên. Thấy em mềm không? Bây giờ em lấy cái vụn đi. Em làm cái trắng nha. Làm cái trắng. Cái em muốn cái màu vàng trong cái trắng luôn. Nè. Mùa thu mà. Xanh đỏ tím vàng tùy mấy chị thôi. Thấy không? Quẹt quẹt nó đi. Clean. Thả vô. Nhanh lắm. Cứ phải nó mất khô. Nhưng mà nếu thí dụ cái nền nó acrylic mình cũng có thể làm lại được không? Không, bỏ lên đi nó quéo đầu luôn. Cái này là keo mà. Deep là deep, bột là bột. Mấy chị không
Sao? Nếu mà mấy chị lên bột mấy chị phải chuyển qua cái treo. Chị okay, nhưng mà phải để mấy phút mới để activate không, lên. Ý cái cô kia cô hỏi là cái bột nó đó nó đắp xong nó khô rồi cái lấy cái này bỏ lên cũng không được hả chị? Không, không được. Tại hai cái nó là hai cái quá chất khác nhau. À. Khi mà mấy chị lên dip tại sao mấy chị không xài treo loan giống như hồi nãy em chỉ? Tại sao mấy chị không xài treo base? Nó vẫn làm được, tại vì nó là treo. Hồi nãy chỉ cái kia nó còn dễ hơn. Nó còn dễ hơn nữa mà mình tại sao mình phải trộn cái này chi? Làm này chi cho nó khó. Không? Em thả nó vô nè. Nhưng mà đợi mấy phút mới để activate lên gì vậy? Em bỏ liền, em xong là em bỏ liền không à? Mà ví dụ giờ nó còn ướt vậy mình nhúng vô cái ly luôn được không? Không, chị đẩy nó nhăn hết á. Bị hư. Cái để nó khô à. Nè, thấy cái nước em không? Ừ. Em không có để nó khô, em thả activator vô luôn. Vô trước. Nè, em thả nó vậy nè. Nè, thấy không? Em thả nhẹ thôi. Nó khô đi xong rồi mình mới đi lắp đầu lên. Rồi, vợ dưới này. Này. Nè, tại sao mà phải bỏ nó trước? Cái này chị cũng phải cần bột clear lên mà. Tại vì nếu mà không bột clear mình vũa nó hư. Cho nên em mới bỏ ACVD vô những cái ngón em làm design. Xem qua tay kia. Là một lát em bỏ clear là em bỏ hết cả 10 ngón. Chứ em không bỏ clear cho một ngón. Trả em đi. Bởi em chưa xong mà. Chị thấy em làm không? Em mình nhúng ha. Xong là cho dù em xài cái bi sườn hay là cái bi super bi, cái màu em nó vẫn sẽ ra giống nhau. Cho nên em không đừng có nhúng ra nhúng phút. Nó còn ướt ướt kệ nữa ha. Nó ướt kệ nó. Chị khi mình kia mình thấy nó còn ướt cái mình nhúng thêm cái nữa. Nè, chị coi cái màu em nè. Bây giờ khách nó muốn ôm rồi với khách. Thì bây giờ có hai cái nền rồi. Cái này ôm rồi màu, cái này ôm rồi mà nó muốn kim tuyến á, thì mấy chị có làm cái gì? Cái chen cũng là cái chai sơn một lớp đó xong, thả mấy cái này vô, cái đầu móng cho em tán nhẹ ra vậy nè, cho nó bể á. Có phải mọi người có cái phép không? Nè. Nè. Mà nếu mình bỏ lên trên của cái móng dip á, có phải mình phải xài cả cái base này, nó rất là nhiều phép cho mình. Cho nên lúc này nó còn đang ướt vậy thì mình cứ thả nó vậy đi. Mình bỏ clear vô. Mình đỡ tốn thời gian. Tại nếu quay mấy ngón mình cũng phải cần bột clear. Cái móng này mình cũng phải cần thêm lớp để cho nó chắc. Mà mấy chị làm theo kiểu này con khách nó nhìn nó thấy vậy. Nó trả thêm tiền mấy chị có thấy phải nó sung sướng không? Tại móng tay nó đẹp mà. Nó đâu có bị hư cái gì của nó đâu. Hư không hư xéo. Cái bỏ cái gì activator lên không? Dạ đúng rồi. Nè thấy em lướt nhẹ không? Là nó dính vô rồi mà tay em cái cục cái em không bị hư nữa nè. Là tại em lướt không à. Em nhẹ tay lắm. Tiếp tục. Thấy vậy chứ mà nhẹ tay. Nhẹ lắm. Thật sự nhẹ lắm. Nhẹ như không có làm gì luôn. Tại chị đè xuống á là cái brush nó banh. Cái bột nó nhét vô cái cây cọ chị nó hư hết á. Cái đèn ừ. Cái đèn này bữa nay bán bao nhiêu tiền? Khi mà mình hỏi thêm mình em không có bên cái bán á. Mua riêng xài cho rồi. Cái đèn nó còn đó mà làm cái bàn. Còn cái kia á, hao lao là phải cần gặp bác sĩ rồi. Cái kia là mình có bán đây. Nhưng mà hồi nó mất luôn. Còn cái này á, em nói số chủ không? Cái này là mới ra. Mấy chị thấy em làm không? Là em giống như kiểu em liên tục á. Một lát em xong là nó xong đều chứ em không có cần hơ, không cần đợi nha. Cái này là hồi nãy super bay nha. Dạ super bay á. Em đánh kho cũng được, em đánh gì cũng được. Chắc thì trước nó hư thì cái tại mua nhiều quá, cái để lâu á. Mua nhiều quá, để lâu cái nó. Người ta mua một lần 50 chai, 100 chai, không bao giờ hư. Tại vì nếu nó hư là mấy chị sẽ không bao giờ bán được hết. Cái cọ nó dính chổng luôn. Cái kiểu nó cứng ở dưới rồi đó. Thì bây giờ em nói chị mấy chị mua cái chai nào nó hư. Mấy chị có quyền nói supply mà. Còn không thôi trước khi mấy chị mua mấy chị phải check chứ. Thật sự tại không bao giờ cái gì nó perfect hết. Em không có nói là mấy chị không được quyền đổi, không được quyền ấy. Ví dụ mình trong hãng nó gửi về supply người ta cũng không biết trong đó cái chai đó có vấn đề hay là không. Nên nhiều khi mình chịu khó mình check nó. Dù cái chai mà nó bị gì mình bắt nó lấy cái mới cho mình trước khi mình đem đi. Ông lúc mình chắc thì nó ok rồi. Dạ. Nhưng mà mình về mình mở ra mình làm một hai lần bị. Xong mà mình không xài nữa là nó mau hơi khô lắm. Còn nếu mà mình xài liên tục á thì nó không khô. Để lát em đúng không? Mấy người cũng tiệm quay FaceTime cho mọi người coi. Đồ digital em là khủng hoảng luôn á mà em không hư.
Tại giống như em nói, thấy em kỹ không? Chắc có lẽ mình cũng không biết cách xài, mình xài nhiều khi mình cũng ấy. Đúng, nhiều khi nó còn dính bột, còn dính bột, dính bột, cho nên cái mình bỏ vô trong là nó không có lường chạy. Tại vì mấy chị mua là mấy chị cũng tốn tiền vậy. Em cũng đâu muốn mấy chị đi giục đồ đâu. Phải cho mấy chị mua đồ của em cũng đỡ, giục đi mua khác. Ủa, em có bán đồ luôn hả? Em không bán một cái gì hết, em chỉ có làm thôi. Mà chỉ làm sơ thôi. Chỉ chạy 2 ngàn. Khi mà em học đi xong rồi em thấy nó làm sao. Chứ quay của em nó sẽ khác hết mọi người. Cái này em nói thiệt. Mình làm sao mà đẹp mà gọn gàng là được rồi. Đẹp mà nhanh mà gọn thì cái đó là quá là quá ngon rồi đó. Nhanh sạch gọn. Thật sự mà nói với mấy người mua điếp vô đi sợ chết luôn nha. Không biết nó làm sao nó tù dù nó không có đẹp. Cái là bắt đầu bàn qua bột. Cái lớp điếp của em hồi xưa em dạy bên Atlanta hả? Dễ mà lại khó. Mấy chị học xong mấy chị về mấy chị nói với em á, cái điếp của mấy chị một tháng khách quay lại. Không bị vấn đề luôn. Mà trước khi chị đi học ở lớp á, xong rồi chị làm á, cái khách nó bị nứt rồi đồ. Nó cầm len á, cái mấy người của em cũng là mấy người thợ không cho chị làm luôn, mấy người là dạy làm ở đây làm khóc á chị. Em nói thiệt chứ bây giờ hiện tại bây giờ này cách tiếp vô cũng sợ thấy bà luôn, là tại em đang like mà, là những gì em nói người ta sẽ biết em đang nói mà. Mấy em nói là trong mấy cái chị mà học điếp của em chị khóc luôn á, chị nói là chị làm nó bị nứt bị hư á, mấy người thợ ăn hiếp nó không cho chị làm, mà bây giờ khách của chị quay lại một tháng cũng không bị luôn. Chắc bạn nghe á, bạn hay coi Facebook em á. Chị rất dễ thương. Điếp mà em nói mấy chị, em dám tuyên bố mấy chị học 2 ngày không hết. Thôi giờ tối nay chắc phải book hotel ngủ lại. Không, em không có dạy đêm. Em không có dạy đêm. Cái điếp đó nó nhiều lắm luôn á. Bây giờ ở gần xe chốt á. Chạy xuống đây chạy đây còn 4 tiếng qua đây mới còn 4 tiếng. Còn gớm chưa, ghê gớm chưa. Cho nên định đồ định đủ lại đó. Ngủ lại đó, bút bóng bút cái chung, tại vì mình cũng nói cây đầy làm cũng không bằng ai phải không, cho nên gắng học kinh nghiệm để về mình làm cho nó án chút. Đúng hả? Chứ trẻ bây giờ mấy đứa trẻ chị làm tiệm hả? Mở tiệm hả? Không, tiệm chị làm, chị làm hết làm thợ. Hồi trước có tiệm mà bán rồi. Em đếp không? Em để ngón tay em xuống. Em hoạt động cả năm ngón tay á. Nhưng em bóp cái này, em để cái này. Em xài hai cái này. Tại cái đếp nó hay đụng ngón tay của mình lắm. Chứ không thôi hai ngón này hay dính lại với nhau á. Đụng rồi, thấy không? Để đi, làm giải quyết nó sao? Chị cách giải quyết luôn. Trong này không phải có cách giải quyết. Nó là nhiều người bị mà. Sơn thấy nhẹ nhàng, không có tràn vô trong cái cuticle ha. Tràn khi nó còn là đứng đây rồi, chứ không có ngồi đây. Anh thật tế luôn. Sơn nhẹ nhàng. Còn mình gình thấy bầu luôn. Nè, thấy em thả nó xuống không? Em thả nó xuống là giống như nó tới đầu á. Nhúng. Không phải, tại em quen rồi. Em quen quá rồi. Ta rồi phải xin rồi. Thấy làm nhẹ nhàng. Bởi chị mới là professional. Mình không phủ luôn hết chị. Không, khi mà em đủ nước, tại sao mà em nhìn? Em thấy nó bóng như vậy nè. Không có hề có một cái hột mốc màu trắng luôn. Là nó đủ nước. Còn mấy chị mà thấy tại sao có ngón thì phủi nè, ngón này bắt buộc phải phủi nè. Cũng như ngón nào mình thấy nó còn xương xương ở trên đó ha. Dạ, yeah, nhưng mà nói với mọi người thì cứ phủi đi. Tại vì em là em quen mắt không rồi. Em nhìn bằng ánh đèn. Em đặc biệt không bao giờ để cái đèn gì đâu. Nó làm giống như em nóng cái đầu. Tại vì em không chịu nóng nổi. Nên em thường cái đèn đây nó mục là nó phải vậy nè. Em nhìn thấy cái ánh sáng thôi nhưng mà không có chỗ. Em nhìn thấy ánh sáng thôi. Hồi lúc mà em đi thi á, mà nó cũng bắt phải nhìn bằng mấy cái ánh đèn á để nó coi cái độ bóng nó sao á. Thì nói chung em hoạt động cái đầu em tay chân như nó quen rồi. Mẹ chị kiếm chị. Ai? Nè, tới cái ngón này nè, bắt đầu em sửa nó nè. Em sửa nó sẽ em không có đụng vào cây đũa đâu. Cái búp phở của em đâu ta? Ở đây.
ném cái hũ này ra nha. Tại vì nó khô á, mình chỉ muốn nó mịn xuống thôi. Thấy nãy giờ em chưa đụng cái chai này không? Chưa đụng cái chai super bay phải không? Thường. Chưa bay đụng bay thường. Có nghĩa là cái tay này em sẽ làm khác cái tay đó đó. Nãy giờ đang xài super. Không ai hỏi em hết nhưng mà em sẽ tự nói cho. Tại em thấy mọi người chăm chú vào cái tay không à. Em hay mix đồ lắm. Em mix để cho nó khô theo ý em muốn đó. Nhưng phải hiểu được cái chất liệu của nó thì mới biết được ha. Dạ. Bây giờ xài cái chai super bay. Super bay. Nãy giờ chỉ đang xài cái đấy. Biết tại sao em xài Super B cho mấy hai mấy con này không? Em sẽ trà chrome lên cái tay màu trắng của Deep để cho mọi người thấy là tại vì chị sẽ đeo để chị biết chị làm sao cho cái Deep mà chị trà chrome nó sẽ không bị hư, không bị chóc. Chứ không lại có như đó mình làm quà mình có 10 ngón mà mình có thể làm được nhiều kiểu. Thấy em sao không? Đụng cái cuticle là em sẽ tuột xuống. Tại vì mình đẩy nó nữa, cái nước nó nằm đó đó. Khi mà cái nước nó nằm đó, cái mình đúng cái bột vô, cái nó đẩy ngược lên, nó dính da. Keo nó dính da, mình không có khó tách là lắm. Không thôi là nó mình cắt cái da luôn á. Ok, vậy bây giờ mình biết rồi sau này, dù nó còn ướt ướt kệ nó đi, đừng nhúng thêm nữa. Kệ nó. Đúng rồi đó. Thường thấy ướt ướt cái này nó không ấy, nhúng thì nhúng thêm nữa. Cái người còn ngâm luôn. Đúng rồi, con ngâm. Ngâm cho nó dày lên, ngâm cho nó khô. Ngâm xong rồi mình ra mình thấy cái bột nó màu gì, mình thấy đâu có lên cái màu mình muốn đâu, nó bị hộp hộp không à? Ừ đúng rồi, hộp hộp có. Uh-huh. Cái vũa sơn lên chứ nó tính. Dạ. Nó muốn cho nó dày. Uh-huh. Ngâm luôn. Nè, cái này là nó chưa đủ độ dày nè. Thấy không? Nó không có đủ độ dày thì là nó sẽ bị gì? Bị gãy nè, bị nứt nè. Mà ghét nhất cái đít mà quay lại sửa hả, trời ơi ngâm nữa. Tại vì nó là thiếp, bắt buộc phải làm này từ đầu luôn. Bây giờ em mới qua cái này nè. Em trà chrome, nhưng mà em sẽ trà chrome theo kiểu ôm rồi luôn. Để cho mình thấy là nó ánh hai ba màu. Giống như hồi nãy em làm một cái ngón bột của ôm rồi xong em mới trà chrome lên đó, thì cái đít mình vẫn sẽ, đa số là đít với bột mình sẽ làm giống nhau được nha. Chứ không phải là không được. Bà kia bà tắt máy lạnh hay gì nóng dữ ta. Mở quạt anh không? Chị lại cho em miếng đi chị. Chị xài qua bi thường á. Bi thường á. Tại vì em phải dùng cái bi thường để em làm ôm rì á. Thấy không? Nhưng mà cái ôm rì của em á, em sẽ không có làm. Hình như nó sắp tới cái mùa này mình sẽ làm gì trong đó ta. Halloween hả? Halloween mùa thu chưa rồi. Tết thế Halloween đụng mình. Xem lướt không? Lướt nhanh lắm á. Chị không thấy đâu. nói khổ của model là sẽ không bao giờ thấy được cái gì hết trơn á. Dạ. Chỉ ngồi đó rồi nhìn rồi cười thôi. Sao rồi chị về coi lại vậy? Thôi. Coi lại ha. Giờ mình mix đi, mình phá màu cho chơi vui nè. Cái này là neon. Thích cái này. Dạ. Với lại cái này mới là neon. Nè, mình những cái màu nãy em nói không, màu càng đậm làm càng ít. Chứ không phải giống như cái màu lọt thì em còn nhúng nguyên cây em thả vô được. Chứ cái màu mà nó đậm quá mà nhúng nguyên cây thả vô là nó thành nguyên cái dòng giống như cây cọ. Dạ. Dạ, mình lấy chút chút thôi. Nè, lại em sao không lấy trong hũ. Dạ. Lấy trong cái nắp. Xong rồi em mới nhìn cái đầu nè, em thấy có chút xíu. Em mới thả nó vô để em test cái màu nó. Và ok, nó ok đó. Thì em mới cho nó thêm. Em quay vòng không? Em dặm nó nè. Cái em có cái kiểu khác nữa. Ờ chị hồi nãy chị làm cái này xong chị có để ATV lên không? Không, không phải chị. Cứ để gì thôi không? ATV chứ khi này đang cái design thôi. Thôi để cái design thôi. Này em mới thả vòng. Là em có theo cái dòng em muốn. Đâu mất nữa rồi. Mà em thích cái đèn cái là khi mấy chị dặm nó vô giống vậy nè. Là cái móng này giống như mấy chị phủi vậy đó.
Hồi xưa em hay cho nó quét nhà, cái quạt 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 dậm dậm, mà ngược lại cái nó không có còn gì trong đây hết nè, nó hết luôn rồi, là nó bám bao nhiêu cái phiến mình bột nó bám hết trên cái móng tay. Vậy mấy sơn mà mấy chị thấy nó đều không? Neon mấy chị rắc never được, tại cái bột nó là cục cục, cho nên neon thì cái quay này sẽ là dễ nhất. Màu hồng, màu trắng, ok màu này đi. Chút chút thôi ha, thả nó vô. Mấy chị phải để ý cái flex nha, rồi mình coi cái màu nó màu gì á, mình đập bỏ nó vô á để cho nó, dạ, nó hợp ha. Dạ, cho nó hợp á, với lại mình lấy ít 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 thôi. Gió nó hơi bay trời nói chị, em mát là được. Em đẩy nhẹ 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 nè, em dậm nó, em tán nó ra. Nó đẹp quá ha. Nè, em tán nó ra nè, để cho nó tư á. Nè, chị thấy không? Nên tại sao mà khi mà đụng tới cái design rồi á, là mình sẽ không có xài được cái base, super base nữa. Phải xài cái base thường. Với lại khi cái nước lên mấy chị thấy cái phát nó bóng ra. Đẹp hả? Cái này cũng là kiểu khác nữa. Mấy chị vòng vòng dày, bên đây cái mấy chị vòng 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 ngược lại, mấy chị có thể mấy chị thấy nó thành hình trái tim luôn cũng được nữa. Cái deep nó nhiều lắm. Nhiều kiểu. Về phá cho em nha. Em dặm không? Em vừa nói vừa làm luôn à. Nè, đây là kiểu em nói nè. Nó xuống nè. Mà khi em thấy nó đậm quá là em phải phổi bớt nha. Nó nghe thôi. Nè, em chạy dùm. Cộng thôi mấy chị làm vậy nè. Cái lát mà lên mấy chị muốn vẽ mấy cái like giống như là kim tuyến lên á. Dạ. Cái gold, cái silver gì cũng được hết. Em dặm nó vô. Nè, quậy nó cho em. Nè, thấy không? Nói lại nè. Nó lại thành trái tim hả? Không, thì em nói hình dạng hình nó vậy thôi. Còn chị muốn trái gì? Tùy. Tùy hứng. Mà em thích cái quay này là tại vì sao? Em thích cái quay này là nó cái kiểu nó phi á. Nó theo ý mình. Chứ nó không có phải một cục. Dạ. Em thả nó vào. Bữa chị không nhìn thấy hồi đó. Trời hôm trước cái hộp này lắm, cái hộp này chị xài á hả? Mà chị thấy kiểu em lấy không? Em lấy nhìn chắc không biết bao nhiêu lần hết đó. Man vậy đó. Dạ không, cái này nó flex. Flex này chắc 5 năm. Không á. Chừng nào mới hết. Chừng nào mới hết nhiều lắm. Đừng có đẩy cái này nha, đẩy này nó tuột á. Em tuột. À hả. Dễ thương. Đẹp ha. Đẩy tán nó ra. Đây nè, thấy đẹp không? Đẹp ha. Cái màu hồng này, neon này lên kéo trắng. Clean giùm em. Thả nó vô. Rồi làm gì? À, CV rồi. Tại em xong hai gói này rồi. Mà em thích mix cái thiệt trắng á với lại cái ít trắng lại với nhau lắm. Tại vì cái màu trắng nó ra nó đẹp. Nó không có đục mà nó không có super trắng luôn, mà nó ra nó mịn màng lắm. Dạ. Lên để tới chị. Nó plan đẹp lắm. Này là sau cái lớp này là vô tư mà hốt á. Lụm lúa. Có rất nhiều người nghe điếc mà móng dài là sợ rồi. Sợ lắm. Ừ, móng dài cũng sợ, đừng nói móng dài. Cái chồng nó sẽ sạch lại. Không, nhìn em đi cái ốc nè. Em nhúng nó vô. Em đẩy nó một cái. Cái nước em vẫn còn trong đây nha. Chứ không phải hết nước đâu, còn nước á. Em mới nhúng cái góc em chút xíu vô. Nè, cái góc em chút xíu bột. Em mới thả nó vô nè, em xoay nhẹ nè. Thấy không? Đó. Là em bỏ cái trắng on top của cái chrome nha. Chứ không phải em bỏ dưới như cái kia nữa đâu. Cái bên kia là em bỏ cái chrome chung. Còn cái này là em bỏ cái chrome dưới luôn. Cái chrome ở dưới còn cái trắng ở trên. Cho nên mình mới thấy thành hai lớp. Đây, em bỏ nó vô nè, chút thôi. Em ngoáy nè, em lắc nè. Đó nè. Cái này uống cà phê nhiều vô rung lắc đã lắm. Phải không? Uh-huh. Cái này vậy chị làm được. Thấy
không? Mà chị thấy cái kiểu nó thành vậy nè. Đẹp quá ha. Nó mờ mờ ảo ảo vậy đó. Chứ mà em mấy chị phải để ý nha, nó có một cái lớp nước trước khi mấy chị bỏ bột lên. Tại vì khi mình bỏ cái bột lên nó có cái nước ở dưới nó tự động nó dính lại. Còn dày nè, có nhiều người quên, cái thả như vậy xong mà sạc sạc hồi giống như mấy con giun bò vậy đó. Chứ nó không ra được cái mơ bò. Bỏ cái chai bấy bình thường vô, cái bỏ cái kim tuyến unicorn vô, cái bỏ cái dạ cái đúng rồi. Ừ. Nè. Thì vậy nè. Thấy em làm không? Nè, em vuốt nè. Em lắc lên nè. Lắc là lắc vậy nè, mấy chị nghiêng, mấy chị thả nhẹ xuống nhà cho em. Cái cục này sẽ là cái cục bự, cái tại vì cái thường cái marble á. Sẽ có chỗ đậm chỗ lợi. Đúng rồi, nó mân cục, nó tu ra. Chứ mình đừng có nhẹ là nó thành hình trái ác xong đúng. Thả nó xuống rung sao giống như như đói bụng cũng đây. Thả nó xuống này, cái cục này phải không? Thì em thả thì em cục ngay đây, có phải là em đen đậm hơn chút xíu không? Nè. Nè. Chỗ đậm chỗ lợt. Chỗ đậm chỗ lợt. Nhiều khi khách nó đưa design sợ thế bà. Có nhiều người đưa design không chịu, có đó là điếc. Một hai cãi nó là một. Tại không có thấy á. Không làm dạ. Bàn cho đi tôi luôn. Không biết ấy. Đúng rồi, tại vì mình đâu có thấy đâu. Chị Nghi ở xin trước chạy qua đây 4 tiếng. Dạ, gần 4 tiếng, còn 3 tiếng 45 phút. Mà em hay nói là cái kim tuyến hay cái flex đó, nó làm cho nó đẹp. Thì mình đừng có bỏ nhiều quá, giống như mình lạm dụng nó quá thì nó nhìn nó thô lắm. Xương xương rồi đó. Dạ, xương xương thôi. Mặc dù là ngồi đây thì là chuột bạch rồi đó, nhưng mà thôi kệ, cứ nương nương chỉ chút xíu. Nè, cái này mà không phủi là vui lắm á. Nên phải phủi. Là nó bị okay. Dạ, là nó sẽ bị mà dơ. Mà phủi ra nó lấy là phủi ra cái nó dơ. Tại vì mình lấy cái này giống như mình lấy cái này mình dập luôn cái bột rồi. Nên mình phải chùi. Nào đi học chiếc này về dip đỡ sợ rồi nha. Mà cũng phải thử trước mới dám làm à. Thử tay chị á. Em nói thiệt mà thử tay chị á. À, mình thử trên tay mình ha. Uh-huh. Một ngón, hai ngón gì cũng được, phải thử. Tại chị không thử là chị sẽ không có biết được cái đồ nó làm sao. Uh-huh. Lộn rồi, bên kia. Màu trắng. Với lại làm nhớ cái đồ mình xài nha. Chứ xài gì vậy à, ha. Tại mấy này design nhưng mà em không muốn hai ngón cái chị khác nhau. Chị sẽ bị tẩu quả nhập ma. Nè, thấy em làm không? Em thả nó xuống nè. Cái flex này nó giống như miếng giấy vậy, nó sẽ bị bể á mấy chị. Ồ vậy á. Thế mấy chị dầm nè. Dầm là nó sẽ nè, thấy không? Nó nát ra. Dạ. Ờ ha. Uh-huh. Nhiều kiến. Dạ nè. Lấy cái đầu giữa cho nè. Chị Tâm ơi. Thôi chị. Tâm mày ơi. Khách. Ta làm ta chưa đói mà bà đói rồi. Nè thấy em này không? Em dầm vậy nè, cái nó bể ra nè. Bể ra ha. Dạ. Lấy đầu giữa đi chị. Tại mấy chị đừng có bỏ nguyên cục vô á, nhìn nó không có đẹp. Với lại cái thường cái ôm rồi của mấy cái flex á, nó sẽ rơi từ từ xuống. Thì đây mình bỏ nguyên cục đi ha. Cái trên này nè, mình dầm cho nó tan ra. Nhuyễn ra. Dạ. Rồi em clean. Em thả nó vô. Rồi em bỏ SCV rồi. Mấy tiếng ba cháu nè chị. Em clean này lại rồi em đi nhúng cái clear. Mà cái đít em nó nhẹ lắm. Mỏng chân thiệt. Em đứng dày em chịu nổi. Chị bỏ dép luôn. Lột dép luôn. Lột dép lột dày luôn. Tuổi già ập tới rồi. Phải chịu thôi chứ biết sao vậy. Ai rồi tụi đến đó. Em cũng đang lết từ từ lên đây. Mình cũng từng trải qua lúc trẻ rồi phải không? Giải quyết cái này xong đã. Rồi. Ok.
thôi, từ từ ăn. Ủa cái bột ly thôi ta. Đây, đây, ly à. Là mấy chị thấy à, em xài nãy giờ em xài có hũ bột ly à, từ đắp cho tới đếp luôn á. À ha. Uh-huh. Em đâu có nè. Em còn dũa được nữa mà. Em dũa nó cho cái bột em nó lên á, nó không có bị xòe. Để trước sau gì cũng phải dũa hả? Thôi thôi em dũa nó trước đi. Dũa trước hồi sau khỏe ha. Dạ. Làm kiểu này chắc ngày là không biết nhiêu tiền. Em này nè. Cắt đi nè. Một bộ như vậy là mình ăn bao nhiêu tiền nha? Dạ. Một bộ vậy như ở đây là ăn bao nhiêu tiền? Ở đây em có ở đây đâu. Tiền cho khu vực. Ừ. Em toàn đi làm móng tay cho mấy chị đẹp không? Chứ em đâu có lựa lấy tiền đâu mà em biết. Không mà không có design á. Là đáng tiếc là sống đó. Cho nên em không, bây giờ hỏi em đó, em đâu có nói được đâu. Vậy đó hả? Dạ, chưa tính vũ xếp 5 xếp thường 70 vậy đó hả? Tại vì lên cái tới cái ly á là không có xài. Ủa mình sẽ xếp hết được không? Không, không hả chị. Tại Super Beast lên ấy, bột ly nó không có hút hết, nó không có trong. Ồ, là xài cái nó có trong. Dạ, lên em nói từ cái design chứ lên là không đụng cái Super Beast nữa. Nè. Nhưng mà you have to use activate after that. Huh? Mm-hmm. Okay. Cái bộ này tiền em nha. Dạ, trăm mấy. Tại tiệm em design nhiều lắm. Bài nào, bắt tay ra. Nghe mấy chị thấy không? Đếp mà sơn vô tư sơn luôn để nó không có bị. Cái này là cycle em sẽ đếp 2 lớp clear chứ em không đếp 1 lớp. Để cho cái móng em á. Nè, thấy không? Bao nhiêu lớp mà thấy tem mỏng không? Thấy mỏng mà nó đẹp, nó thấy cái effect có muốn đếp em không? Mình bỏ 2 lớp clear mình dũa xuống còn lớp. Đúng rồi. Chứ nếu mình bỏ lớp mình dũa xuống mà mất em biết nó chạm. Đây cái chỗ mà buffer anh bị đúng không? Mất hết. Cái hồi xưa em anh ở đó em thấy ngó qua thấy cái tiêu. Đây. Bay nè. Ngón đếp ombre có bỏ số 3 lên là không chị. Ngón nào cũng bỏ hết. Bây giờ là phải bỏ tại đang xài cái bí sườn mà. Còn hồi nãy lúc mà chà cái ôm rồi lên là không có đụng. Bây giờ là nhúng cái bột clear vô nữa là xong rồi đó phải là không? Là bỏ. Đúng rồi. Nè. Em bỏ CVD này em không bao giờ bỏ mà dập hết. Em bỏ xuống em lướt. Em phớt không à. Mình đèn nó bị gì? Mình đèn nó bị cục. Nó không có bị cục bị dính khô khô không cỏ. Phải luôn bị... chị đè nó xuống cái clear nó còn ướt là chị dặm nó lúng luôn nó lúng luôn mà thấy em bỏ không ai nói bỏ CV là nứt đi thấy em bỏ cái kiểu em không bỏ nhiều cái nứt mà em bỏ tan nát luôn em bỏ 2 lớp luôn á về đeo đi rồi biết mà cái black nó sáng quá ha cái clear nó cái clear này nó trong lắm cái đèn này bữa nay nhiêu cả họ cái đèn đó hả chị 55 á chị rẻ thì hôm nay gì cũng rẻ trơn chị không mua là để mình lấy khác chị, lấy chị dạ. Mua em luôn không mua tiền bán không mua em luôn không tới đó đó là lát làm tính không nổi nó làm chịu ấy chứ bởi em nói là mấy chị thấy em làm không bao nhiêu lớp luôn cái tay không đừng có sợ là mình làm nhiều lớp á là nó bị dòm nó lên như này chị à, nhưng mà tại vì mình không biết mình thấy ít ướt cái mình nhúng thêm nhúng hoài vô cho nên nó dày nó cộm nó dày thấy ướt xong nó ngồi vũ tiết vũ xong bay một xong nhúng tiết 3 tiếng đồng hồ chưa xong cái tay chị làm qua nhiều quá nó lâu khô lắm lúc mình ôm ray xong có bỏ nước số 3 lên giống bỏ vẫn bỏ nước số 3 nha em bây giờ bọn khi mà đây này đang xài bi sườn mình có số 3 clear xong là mình bỏ số 3 đó miễn cái bay thường là phải xài tại số 3 tại vì mình xài ombre là mình xài bay thường còn mình xài một ngón á xài super bay nhanh hơn
màu. Bây giờ mấy chị thấy em có bao giờ ngồi đợi nó khô không? Để em thì làm từ lúc đầu luôn á, là em cứ làm liên tục luôn á. Cũng không cần phủi gì hết. Phủi chứ, phủi không á. Nhìn em làm bóng như vậy nè mà lấy cây cọ vô đi là nó lên đường liền dính luôn cái lông chỏng. Nên mấy chị phải nhìn, nếu mà mấy chị em hồi nãy em mới nói xong, thấy nó hột một một một, có nghĩa là bột còn trên đó. Còn như vậy nó rất là ướt. Em cần cái độ ướt nên em sẽ không có đụng vô nữa. Em đụng vô nữa là nó bị dính cái lông vô á. Tại nó còn ướt như vậy thì bụi nó không có lên. Tại vì nó ướt, nó đủ nước thì cái bột clear của em nó mới trong theo kiểu ý em muốn như là bột luôn á. Mấy cái flake mà mấy chị bỏ vô mà mấy chị để cho cái bột nó khô á, là cái flake của chị nó sẽ bị mất cái độ sáng. Còn mình không có lấy trội, mình phủi á, là tại vì nhiều khi cây trội nó dơ, nó làm dơ cái clear của mình luôn. Em không, nó làm nên tại vì nó không có bột, nó nước không nè. Chị thấy không, nên em đâu có đụng vô, em đụng vô nó hư á. Tại nó đang ướt mà. Còn nếu mà chị nhúng vô trong cái bột á, mà bột màu á, là chị phải phủi. Tại vì cái bột màu nó hút mà nó không hút vô cái bột clear. Tại cái này em đang giữ rất là nhiều nước của clear ở trong. Để cho nó trong. Dạ. Rồi xong là bỏ top coat ra ha, là xong rồi đó ha. Bảy chứ. Không lấy tiền được, chưa lấy tiền được. Em sờ. Em đã hát rất dở được rồi. Bây giờ em dũa nè. Em dũa xài dùng đầu dũa nè. Ô cái đầu dũa em dễ thương lắm. Bị lớn vậy nè. Cái đầu dưới đó hồi nãy em giữa cái cuticle phải không? Không, không phải, cái này đầu phai, đầu nhỏ. Này đầu nhỏ. Không, hồi nãy em có giữa một cái đầu cục cục gì nữa nè. Đó đây mình chạy nè. Chạy cuticle. Mấy chị thấy không? Thấy cái móng em làm không? Bây giờ nè, nó khô nè. Cứ em làm liên tục vậy đó. Thấy cái ông mình xếp em không? Cái nền em nó không bị gồ ghề là em chỉ chạy cuticle thôi đó. Để dưới mấy chị mà. Sơ qua cái sòng hả? Dạ. Chưa xong, rửa tay, tính tiền. Mấy tiền xong để gì? Cúp tính tiền mới xong. Cúp chưa tính tiền mà chưa xong. Em thích cái kiểu mà mình cứ mix sai cái á, xong mình làm liên tục là mình không có bị mất thời gian. Tại cái design nó mất thời gian rồi mà mình còn ngồi mình đợi nó khô nữa. Nãy giờ chờ đi không chịu mua, giờ học cái khóa là mua. Có nhiều cái mấy chị mà không có đồ á, mấy chị làm được. Không làm được. Chẳng hạn như cây cọ, có nhiều người làm mấy cái cọ mà bột bị hư á, ra mấy chị rắc vô, tại vì nó phải cần cái đầu nó mịn. Cái này còn mấy chị mà lấy cái đầu cái cây cọ của mấy cấp á phải biết đúng cái nữa, cái lông nó mềm quá bỏ xuống nó không có đi. Quanh vuốt nó không có đủ cái độ cứng để nó đi. Mà nó cứng quá cái nó đứng luôn, nó lại không có phê. Phải đúng độ của nó. Phải đúng độ chị. Cái đầu em bén lắm á. Đó là dàn gì ta? Thằng khè á, mấy dũa của bà nó vàng, mấy dũa hả? Vàng khè luôn, vàng khè á. Cái vàng này á là nó màu mới á. Dạ, mấy tiền dũa đầu vàng. Dũa này có luôn ở đây luôn á chị. Dũa này xài cũng ngon lắm. Ngon. Chị kỳ bữa chị có lấy rồi. Ừ, chị lấy hai lần. Chị là khoái đồ dũa lắm. Ừ, tớ là đồ dũa. Em khoái xài đầu này nó không có bị sụp, nó lướt, nó êm. Đúng đầu... em thấy đầu to. Đúng rồi, nó thấy khoái đầu to, em thích đầu nhỏ. Tùy người nó. Nó quen này, nó quen kia. Thế em chạy không? Em chạy rạc rạc riêu bột luôn á.
đổ bay bột đâu ha. Có chứ. Nó bay bột nó mịn chứ không bị. Chứ bay nguyên cục. Nó không có bị sực 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 theo kiểu là chỗ khô chỗ không. Ừ. Ừ. Đó hình như mọc cao nó vẫn còn không. Chị thấy cái tay không? Cái xếp nó gọn lắm. Gọn thôi. Giống như hệt như đắp bột à. Nó cứng như cái bột. Nhà đây. Có nhiều người đít không có dám dũa. Chị sợ nó hư á. Dũa nó đi. Dạ. Như chị dũa sợ nó đi. Còn em là làm là... Ủa? Chưa có không? Chưa quá. Cái tay lật ở giữa. Biết tôi lấy lúc luôn. Cái tay lật ở giữa là. Tay em á hả? Ừ. Vô bữa lấy rồi. Cái nhẹ nhàng. Màu hồng. Nó cứng dữ lắm. Không biết luôn, biết mình lật làm sao. Lắc. Biết bột nó bay là vui rồi. Mình gọi. Mình nè. Mình thi, mình đi. Hai em. Nhưng mà bộ này mà mình làm chắc cả 3-4 tiếng đồng hồ quá. Mới xong. Tại chưa quen. Nhanh. Cảm giác được cắt. Giờ phải tập hay giờ mình thấy mình biết cách làm. Sắc quá. Giờ mình dợt ha. Nhanh lắm. Mình dợt. Mà không nhanh bằng chị nữa. Mỗi sắc ai phải dợt. Không nhanh bằng chị phải lâu lắm. Mình học nhiều tay mà điếp. Trên mốc thiệt á. Em nếm có 15 phút. Trời đất ơi, vậy đó, vừa ngâm vừa sốt. Hai con bữa tìm bận quá ha. Em làm hai con có 45 phút vừa ngâm luôn á. Chứ em không có gỡ sống nha. Cái tốc độ em là tốc độ xe lửa luôn. Gỡ xong cũng hết. Bỏ gì hốt quá trời tiền luôn này. Không dám hốt. Tại vì giống như em nói là sao. Khi mà cái kiểu mà mấy chị thấy em lướt cái bí sức là mấy chị biết cái tốc độ em nhanh. Em thả là em vuốt, em thả là em vuốt. Còn mình canh thấy mẹ nhúng. Sợ nó vô trong cái... Sợ nó lên cái cuticle á. Nên em nói cái đó không là em có thể đã hơn người ta tới 10 phút rồi đó. Tại mấy chị phải canh, còn em không có canh. Cái cách tháo cho nhanh nữa. Tháo dễ lắm chị. Cái móng này móng thiệt tới đây nè. Cái chừng nó ra, cái nó mọc nó còn chút xíu. Em cắt sát vô là cái bột em còn chút béo à. Em lấy cái đầu phá bột á. Em chạy qua cái em ráp. Em đi lấy bột, hay là em phá thêm cái nữa là đi luôn. Không? Mà làm cuticle sạch trơn ha, còn lụa. Sạch chị mình biết nó mới không có bị tở. Quan trọng là chạy cuticle sạch. Dạ, đúng rồi. Nãy thấy em này chạy cái đầu giữa kia đó. Cái đầu nó mua đi, chị mua đi. Ừ, không mua. Mua chứ. Cái đầu đó xài ngon lắm. Ở đây tới mai mới về. Chút sợ đi ăn đi, chờ xong ngày đi quá ăn phải ở lại cái sản nghe cái này. Bây giờ mới thấy sức hút em cũng ghê gớm đấy. Ừ. Phải hút cái sản ở lại đi cho tấm nệm em trả cho nó mà con. Để nó bánh hơn là con. Chị nói khổ gì con ghế. Ông đang chờ ngoài xe, ông nóng quá rồi. Thôi chị ghế đây nè, cầm gì trải tấm nệm em. Cái dài nè, tha hồ nằm nè. Cái kia cột tròn do mà nó mỏng. Tròn do à. Ăn tiền là cái chỗ của cô còn tròn gió. Yeah. Đêm này xong ngày mai khách nó đòi. Làm rồi dứt liền. Em nói hoài à. Dứt liền đó. Lập số, viết số. Chọn cái giá nằm dưới luôn. Chọn móng tính tiền á. Phải tập cho giữ chứ. Còn mấy thấy gì cũng sợ. Sợ lâu á. Sợ làm để mất mấy tiếng đồng hồ. Em mì cần đèn không? Em mì làm gì á? Nè, ghế nè, công mồm nè, là làm gì? Của làm gì? Của làm gì? Nó này để thêm mì ngồi mà. Ghế để thêm mì ngồi. À. Không, em ngồi đó. Em sẽ về report lên trên boss em. Không làm gì mà dám đòi hình lên poster. Còn hỏi, còn hỏi có hình là có trả tiền không? Không đâu chưa trả tiền đâu. Mà tôi bắt mình... không phải làm nên là tại có hình đẹp mới biết khoe ai được, lên chung cho nó có hình được khoe mới gì đó. Bữa nói có hình chứ có tiền không, trả lời không. Kỳ này em phải về, em phải báo về báo cáo về hãng mới được. Chỉ
cho làm tới khách rồi chứ đó. Cho giấy vô. Bộ lát chị coi cái bỏ cái thớp lên á. Chị thấy này chưa bỏ thớp mà chị thấy cái phét nó cũng đã sáng vậy là chị biết bỏ thớp lên nó vẫn sẽ sáng như bột vậy đó. Đang chờ bỏ cái thớp lên rồi xong đi ăn nó hoành trở lại. Ở đây vậy cả ngày luôn hả? Trời ơi, mấy giờ? 2 giờ mấy rồi hả? Nhanh vậy? Vô, ăn đó xong vô ăn cái rồi ra. Ừ vô nghỉ chưa ăn đi, đặng ở đây cũng đi ăn. Cho em ngồi ngoài mấy giờ cũng bỏ ăn luôn à. Ông xã ông vô ngồi ông chờ luôn rồi kìa. Tâm mì tí nữa làm móng ớt hả? Tâm mì. Dạ có móng ớt đi chị. Hả? Dạ. Đợi sáng giờ rồi coi móng ớt nè. Đợi sáng giờ coi móng ớt nè. Có đồ sẵn luôn nè. Để cho cô giáo đi ăn cái cho khỏi rung tay cái. Thôi mình cũng đi ăn xong rồi. Trước khi đi ăn là đi một cái khác rồi á. Ừ, đi ăn xong còn lại. Ừ, đi ăn xong còn lại. Thì dĩ nhiên đi ăn xong còn lại đang chạy chờ này chút đi ăn. Nè thấy em chạy không? Hai lớp ly nên mình mới không chạy mình không có sợ á. Tí quần lại mình làm cho chị bụng muốn úp nha. Đợi sáng giờ đó. Chị nhắn tin em qua đó. Phải chị không? Ừ. Phải à. Em thấy có một cái số giống chị nhưng mà cái đuôi nó khác. Mà là đàn ông cũng hỏi cái chuyện X đó luôn mà không biết là không thấy không có. Một chút nữa bán chị một cái đó là cái cây gì đây mình. Chị lấy biết xuống đi. Ờ thôi bây giờ lấy cái này đi. Chị thêm đi. Cái này thì chị lấy là một cái diamond square. Không diamond chạy critical hồi nãy đó. Cái super bay á. Super bay em lấy mấy chai? Hôm nay có 5 đồng thôi chứ bữa là lấy 5 chai. Super bay với bay thường, cái năm chai bay thường, năm chai bay thường. Là này là một hả? Không đi. Thôi bây giờ là vậy lại. Chị cô là con lấy một cái đèn chữ đó với lại cái vụ đây chữ là cái cây và để quay không biết hả không biết hả lòng ơi không biết em okay, mình học về đằng ví dụ chủ có đưa mình làm đó mình cũng không có sợ đúng rồi em mới chỉ biết nó sao chứ còn mới sợ cái mẹ đưa tới gầu thấy bà luôn mà không làm thì không được phải không làm không mấy người ta cầm lem ở trong mấy rồi cô tí còn nó tròn nghĩ sợ luôn ha lấy cho chị ba cây hai ba cây hả chị đang mua bạc chị mua ba cây hả chị mua đi đâu xa đâu xin gì nữa vậy cho chị ba cây hôm nay là làm ông rơi sắp vào xã cây một cây luôn chị đúng rồi cái đó rồi chị lấy một cây kéo lại đó là cây 2-3 cây chị một cây cũng bây giờ chị làm mới được á à, có rồi hả? Nhớ là trắng hồng là phải để riêng nha không đụng nha neon cũng không đụng những cái màu đen màu đỏ được nha trắng hồng để riêng à, giống như neon để riêng trắng hồng để riêng cái đó xài một màu rất là đã luôn á mấy hai chai đi sửa còn mấy cái màu xài một cây dạ hả nó bị đổi đi. Nó bị đổi màu á ừ lấy cây rồi đã chị xem đó chị đây đã ờ của chị đi ờ mua gì đó thứ này xem chị lấy chút bột bê với thường hả dạ chị lấy hai thứ cái tiếp hai này ngon quá cái tiếng giữa nghe em quá ha cái tiếng giữa nghe gụ nha nghe em ha nghe buồn ngủ không chị không nghe nó nghe như là giòn nó gụ vậy đó tại em không có đi mở lớn á à. Nhưng mà không có mở lớn mình không có bị sừng sừng nữa không nó cũng tay chị này khó làm lắm á bả gồng dữ lắm cho nên thấy em cứ gịch cái tay á tay chị khó làm lắm không lạnh á
Chị nói gì vậy hả? Không lạnh. Lạnh hả? Lạnh tắt ngang quá. Mình tắt ngang hả? Hả? Mặc đồ mát quá nó lạnh. Không, từ ngày mới sao không đẻ đứa. Ồ, dạ đúng rồi. Đẻ xong bị nở ở chân lông. Ồ, sao nó lạnh. Nó đang mang cắt bị nở ở chân lông. Như đây mà cục tay. Như thấy vô con là được hơ cắt kiểu rồi. Còn ở đây đâu được hơ. Ở đây cũng hơ. Cũng hơ. Ồ, cũng hơ. Cũng nhỏ, cũng nhỏ. Cũng bệnh. Tí nữa mấy giờ có kêu S, chị. Xong đi coi lại chỉnh. À, xong để lấy cho cô giáo ăn cái. Xong lấy cái đèn đó. Ở đây cũng mới có cái tiệm nhà hàng Việt Nam ở vòng đây không? Nãy nhìn thấy. Em không có ở đây. Mua xa đối với anh Phở Biến Hoa. À. Cái Mỹ cái công này mình cắt xếp được không ta? Được. Cái loại này nè. Được. Ừ. Cái loại này mình được vừa lấy đây mình ra nè, vừa cắt xếp. Cái loại đó lấy đây mình ra lẻ. Cái đó cắt móng bột đã lắm. Em mới hút, em mới chơm của bả đó. Tại vì lúc mà cái em cắt em bên đây nè, em thấy cần nó đủ độ cứng á. Thế dựng cái móng nó ra dài mà em sốt á. Nó dài ra vậy nè. Nó phải bén như vậy á, mình cắt nó không có bị giống như nó bền. Còn mấy cái loại cắt móng tay á, cắt bột. Cắt bột là giống như cái móng này nè, chỉ cắt bằng mấy cái đồ cắt móng tay á, nó dễ hư cái đồ cắt móng tay của mình lắm, nó không có đủ cứng. Cái quỷ đó nó mạnh lắm, cái đó nó bén lắm, cho nên cái lực của nó đi á, là ví dụ như mình phiêu rồi mình cắt cũng đó. Em cắt cái đó không á? Em cắt qua, em không cắt bằng máy, em cắt bằng đó không? Em bấm hai bên. Dạ. Là giống như thí dụ cái đếp này nè. Giống như cái đếp vậy nè. Cái đếp này nè, thí dụ mà em bột như vậy đi. Khách nó tới á, em nhìn vậy nè, em bấm bên đây nè, em bấm đây nè, nó bén. Còn cái đồ cắt của ta nó lựng thựng lắm. Như cái đó đâu, cái đó ngon lắm á. Công nhận ha, làm nó mịn mà nó dính dữ. Nó không biết gì. Giống như là thịt đốc bọt vậy ha. Lấy cho em một cái đèn, cái đèn siêu ép. Cứ ngay còn 65 thì lên hút cho 40 thì đưa cho mình xài để có mà. Có livestream của Thêm Mì á, em đâu ha. Tại vì em like bên của Thêm Mì để cho khách của Thêm Mì dễ coi hơn. Nói cho mình coi tận mắt như vậy nó hay hơn. Đúng rồi. Dĩ nhiên coi kia cũng biết cũng thấy nhưng mà tận mắt coi vậy thấy nó khác hơn đó. Dạ. Chị là học đi, học xong rồi thì tặng 1-2 bộ. Giờ bỏ thóp nè. Ờ dạ, đi ăn nha. Dạ. Coi cái bỏ thóp không? Đây. Coi cái bỏ thóp nè, bỏ thóp trên đếp nè. Cái đếp á, nếu mà mấy chị xài cái thóp treo á, thường mấy chị phải xài cái bê treo, nó mới không mới chốc. Cái thóp treo này á, em xài cái chai này nè, cái chai Plumber này nè, là mấy chị xài được cho bột á, giống như hồi nãy giờ em xài con chai á. Cho bột á thì mình xài cái này, mình thả là mình làm bột. Còn nếu mà mình làm lên dip mà mình muốn xài cái thớp treo á. Cái gì chị? Mặt nạ đó. Mình xài cái chai này luôn. Phải bỏ primer luôn hả? Xài cái chai này nó giống như chai bon vậy đó, nè thấy nó bóng không? Em thả cái chai này lên, em sơn thớp treo thẳng lên nó sẽ không bị chóc. Giống như là cái này mình bỏ dưới rồi mình đắp bột nữa là mình dùng. Rồi mình xài cho bột được, xài cho dip được á. Là mình bỏ lên luôn rồi mình mới bỏ top coat lên đó hả? Uh-huh. Base coat rồi mới tới top. Không cần base.
Xài chai này không cần xài base. Ồ vậy hả? Nó sẽ không bị mất xếp. Trước khi đắp bộ mình cũng bỏ ở dưới giống như cái rem. Xài cái này không cần xài bay hả? Cái nó đa năng đó chị. Thì nó mỏng. Tại vì nếu mình bỏ lớp B nữa rồi bỏ lớp top nữa nó dày đúng không? Uh-huh. Mình bỏ cái này thì nó mỏng. Rem mờ này hay lắm á. Em có cái loại B cốt nào mỏng không? Có một loại B nó sẽ không bị chóp cái đầu móng á. Nước nó mỏng á. Cái này là top cốt mà top cốt treo hay là top cốt treo? Treo hả? Treo hả? Treo hả? Rất là bền. Mà nó bóng nữa. Nó không bị chắc bị ấy. Con kia nó mua đồ rẻ tiền. Xong vậy rồi em bỏ bon lên. Ủa chị bỏ bon với bỏ ra mà cái đó giống nhau hả? Cái này nó là bon nhưng mà nó là xài được cho đủ thứ hết á. Cái tay em đang cái này nó sẽ chắc hơn nữa đó, chắc hơn. Nó sẽ không có bị chóp lên luôn á, nhưng mà nó không có độ dính nhiều em, chứ mấy cái có farmer nó có độ dính thì có em. Ví dụ như cái rammer này mình mua mình xài cái thằng gì builder được. mình bỏ trước được không? Nó xài được luôn vậy hả? Vậy là mình cứ thử cái câu hỏi là bỏ ở dưới đây sao mình mới đắp bột lên cái gì. Mình builder xài cái builder treo treo được luôn hả? Bữa nay nó sale có 8 đồng. Em biết có cái ombre này đẹp quá ha. Nó bền lắm, nó không có bị chóc ở đầu móng, nó không biết chị vẽ thằng cái treo đâu. Nó lon đẹp quá ha. Nè mấy chị thấy cái điếp mà cái ánh cái phét không? Nó xô lên ha. Nó xô mà nó sáng như vậy luôn á. Nè. Có bao giờ mấy chị nghĩ điếp nó sẽ sáng được vậy không? Cái flex hay mấy cái này vô là toàn là nó bột không đó. Thì mình nghĩ bột không chứ mình đâu có nghĩ. Cái này là small. Dài mà không có chảy silicone. Thấy cái thớt này nó bóng người không? Cái này bóng nữa. Cho em 2 cream màu giống chị đang xài. Rồi nhắn tin cho chị nha gấu. Ai mua gì nhắn thêm mì nha. Bởi em like Facebook của em mì á, để cho anh ta dễ thấy á. Nó dày. Cái nước bóng của chị sò nó dày hơn. Để nó bền lắm. Nó bền. Mà nó bóng. Nó bóng ngon ha. No. Mà nó chạc luôn cũng ngon nữa. Đó chị mua chị xài á. Chị nó mua mấy tấm kia là chị có làm chân thôi. Đúng, có nhiều loại cái top á. Dùng. Mấy ngày là nó mờ, nó dày cho nên cái độ bám nó mới nhiều quá chị. Cái thớt này là chị dùng cái thớt thấp trắng chi sò chắc thường chị. Còn cái loại kia còn bóng nữa, cái loại đen đó đúng không? Dạ cái đó hai size này á, đó hai size này nó còn bóng máng nữa không. Mà cái đó nó hơi đặc mình kéo mỏng ra làm sao. Cái chai đen này là chị cũng có mua cái chai đen mà gì đó, chai nào cũng kéo mỏng hết, sức bị sai gì đó, cái độ dày của nó tích á. Chai này là hai size, chai cái nào nó cũng phải kéo mỏng hết. Mình không kéo mỏng nha. Đó thì em muốn cho mấy chị coi cái chai này thôi. Đi đi. Hồi tí chị. Dạ. Đi ăn xong rồi đi. Em anh muốn bò không? Không, em có thì mì có mua cho em rồi. Dạ. Chờ xíu. Rồi vậy là xong nha. Em tắt cái like nha. Cho khi đi coi lại cái tay. Đây nè, thấy cái tay của này là deep nha. Rồi cho cái đĩa tay kia luôn đi. Rồi thank you mọi người nha. Hôm nay có bỏ lại cho nó miếng, nó chưa tắt đèn. Hôm nay trong show thêm mì có nhiều cái đồ sale lắm á, anh chị cần gì anh chị gọi xin mì nha. Rồi thank you bà kia ba là ba đi hốt rồi, ba bơ phone ba luôn rồi.